Hoàng thượng muốn giết con, tối nay bằng mọi cách phải ra khỏi hoàng cung. Bên ngoài có nhiều thị vệ như vậy, cô đã đợi rất lâu, bây giờ mới có cơ hội vào đây được thôi. Công chúa, tôi và cô cùng trốn đi. Cùng huynh trốn đi. Mùi, mùi mừng quá, huynh đừng gặp mùi nha. Bây giờ hãy gọi người khiên kiệu vào đây, rồi bảo họ ra ngoài. Dạ, dạ, mùi sẽ nghe theo lời của huynh hết. Người đâu, mau khiên kiệu vào đi. Dạ, dạ. Mau lên đi, sao chậm chạp quá vậy? Trời ơi, làm gì mà không cẩn thận vậy? Không vào được hả? Ờ, à, như vậy đi, được rồi. À, các ngươi ra ngoài được rồi. Dạ. À, công chúa à, bây giờ không còn sớm rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi. Ờ, à, à, ha, ta không muốn nghỉ ngơi đâu, ta muốn ra ngoài dạo chung quanh. Ngươi đó, không được ra ngoài nha. Dĩ nhiên là tiểu nhân không ra rồi. Hôm nay ở trong cung nhiều thích khách như vậy, cô cẩn thận một chút. Cô cung, phiền cô cùng cháu ra khỏi cung. Nô tài các ngươi hãy nghe đi. Các ngươi phải canh gác chặt chẽ, không được để gì tờ bảo ra ngoài. Và cũng không được cho nó nói tầm bậy, có biết chưa? Dạ. Các ngươi là ai vậy? Sao khuya rồi mà còn ra khỏi cung? Cửa cung đã đóng từ sớm rồi mà. Bổn cung phải ra ngoài, mau mở cửa đi. Nô tài thâm kiến công chúa, hôm nay trong cung có thích khách, không được an toàn cho lắm. Xin công chúa hãy đợi trời sáng rồi hãy ra cung. Nè, ta nói cho ngươi biết nha, bổn cung có chuyện rất quan trọng cần làm. Ngươi lập tức mở cửa ra, nếu không đừng trách ta làm ngươi trở thành công công nha. Ờ, nếu như vậy nô tài lập tức đi hỏi ý của đa tổng quản mới được. Chữ thiện, ông có biết ta là ai không? Di đại nhân. Di đại nhân sao ông? Ta phụ mật chỉ của hoàng thượng, tiên phong của Lương Đông cấu kết với Ngô Tâm Quế, ta đi bắt bọn chúng, nhưng không thể lộ diện, tránh bị bọn chúng phát hiện, cho nên người đã ra lệnh cho ta phải ngồi kiểu của công chúa đây nè. À, nếu mà chuyện lớn thành công, hoàng thượng sẽ luận công ban thưởng, đến lúc đó sẽ không thiếu phần của triều đại ca. Tạ ơn Di đại nhân chiếu cố. Mở cửa đi, mở cửa nhanh lên. Các ngươi lại, dừng cứu. Nô tài thăm kiến công chúa. A tống lĩnh miễn lễ. Tạ ơn công chúa. A tống lĩnh, mật chỉ của hoàng thượng chuyện tối nay rất quan trọng, ngươi đã chuẩn bị hết rồi chứ? Đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Còn đại bác thần võ? Đã sắp xếp hết rồi, do đại nhân Lam Hoài Nhân đích thân chỉ huy. Do Lam Hoài Nhân phát quả, sao bọn chúng được? Hoàng thượng đã dặn ta phải vào Bát Tước phủ làm một chuyện, hãy cho 30 thị vệ cùng ta vào đó đi. Dạ bẩm công chúa, thời gian gấp rút, e rằng. Thật là hỗn láo, ngươi dám phán lại thánh chỉ hả? Nô tài không dám. A Tế Xích, hoàng thượng ra mật chỉ, nếu ngươi dám phán lại làm hỏng chuyện lớn, hoàng thượng sẽ chém đầu cả nhà ngươi đó. Ngươi lập tức phái 30 thị vệ tiên phong cùng ta đi vào đó đi. Dạ. Sao tiểu bảo vẫn chưa đến vậy? Phải đó. Tổng đại chủ, tổng đại chủ. Được rồi, các người hãy ra ngoài rồi đóng cửa lại đi. Dạ. Xin hỏi các hạ là sư phụ? Vị hương chủ, vị hương chủ, vị đạo. Xin chào. Sao nhiều người quá vậy? Bác cao nhân, sao cô cũng ở đây vậy? Sư phụ à, hoàng thượng đã biết thân phận của con. À không phải, ông đã biết chúng ta tụ tập ở đây. Bên ngoài có mấy trăm thị vệ đang bao vây, còn có mười mấy khẩu đại bác đều hướng vào căn nhà này. Ồ, nhớ rồi. Đến giờ tí thì họ sẽ bắt quả. Chúng ta cùng xông ra ngoài, được đó. Đừng, tôi có cách. Ngươi lập tức gọi hết các thị vệ đến đây cho ta. Thị vệ tiên phong hãy nghe lệnh, lập tức vào đây.
chúng ta lập tức thay đồ thì vậy đi. Được. Song Nhi đâu? Song Nhi thấy huynh đi cái ngày chưa về, sợ huynh gặp chuyện nên nó cùng Phong tới Trung Phong đại ca tìm huynh rồi. Thiếu bổn, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài rồi mới nói. Thay mấy bộ đồ này đi. Không ngờ đại bác cứ thắc mắc lợi hại quá. Cũng may là mình chạy nhanh thôi. Chúng ta hãy mau thay đồ đi. Để được, đi lên. Nè, mở cửa thành, đi. Nè, mở cửa thành đi. Nè, làm gì vậy? Nè, làm gì vậy? Thành đi, nóng rồi mà. Bộ cái người không thấy gì hả? Chúng tôi là thị vệ tiên phong, có chuyện gấp ở đâu vậy? Có nghe thấy không? Ở ngoài thành xảy ra chuyện lớn, hoàng thượng có mật chỉ, chúng tôi phải ra ngoài giải quyết. Nếu có chuyện gì, các người gánh nổi không? Dạ phải, mở cửa thành đi, mở cửa thành đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ra. Không biết Song Nhi sao rồi. Người tốt sẽ gặp chuyện lành. Cô chú à, cô trở về trước đi. Đợi chuyện này nhạt phai rồi, tôi sẽ quay lại đón cô. Lê Tiền, Quỳnh muốn qua cầu rút ván không giữ lời hứa hả? Sao lại đánh người ta vậy? Liên quan gì tới ngươi? Quỳnh đến đó là dắt mũi trốn đi mà, mũi mới cứu Quỳnh trốn ra khỏi cung. Bây giờ Quỳnh nuốt lời, Quỳnh đi rồi. Vậy theo tiểu quá tử của mũi phải tính sao đi? Được rồi, được rồi. Tôi không phải là người giống ơn mọi nghĩa đâu. Thì chúng ta cùng đi. Thật sao? Cô à, hay là cô cùng chúng tôi đi luôn đi. Ta phải trở vào cung. Hả? Tại sao? Ta sống trong hoàng cung cũng nửa đời người rồi. Ta đã quen cuộc sống trong đó. Rời khỏi hoàng cung, ta thật không biết phải làm sao nữa. Tiểu Bảo, hôm nay giả biệt, e rằng sau này không có cơ hội gặp lại. Chứ nhớ bảo trọng. Cô cũng bảo trọng luôn. Tiểu Bảo, con đừng buồn nữa. Chỉ cần giữ được tánh mạng, sau này nhất định có ngày gặp lại. Ông à, tôi mua bản đầu về rồi nè. À, bà để đó em. Mà kỳ cục kì nè, ngày nào cũng ăn cắp đồ ăn của người ta là sao vậy? Buông tôi ra, trời ơi, phải ra cẩn thận đó nghe. Ta không cần để cứu. Đây phải cưới tỷ làm vợ cho bằng được. Vì tỷ để có chết cũng không sao. Trịnh công tử à, cẩn thận đó. Các thứ lương khô đã chuẩn bị hết chưa? Dạ chuẩn bị hết rồi. Vô nào. Trần Cận Nam, Di Tiểu Bảo, có một ngày các ngươi sẽ chết dưới tay của ta. Tôi đã cho người dò la tin tức của Trần Cận Nam khắp nơi, tin rằng sớm muộn cũng biết được tin tức của họ. Chỉ cần trừ khử cái gai trong mắt Trần Cận Nam, sau này sẽ không có ai chống lưng cho Trịnh Khắc Trang. Tìm được cái xác chưa? Tôi đã phái người xuống biển tìm nó mấy lần rồi, nhưng mà cũng không tìm được cái xác. Hãy lưu ở đây chạy xiết như vậy, tôi nghĩ chắc bị nó cuốn đi rồi.
con đê tiện này, chết cũng không đáng được thương tiếc. Tôi chỉ hối hận lúc trước không chính tay giết nó. Tổng đại chủ, phía sau có rất nhiều quân lính đuổi theo. Hả? Mới đây đuổi đến rồi hả? Tiểu Bộ, chúng ta hãy chia nhau mà chạy để tránh bị bắt hết. Ừ, đuổi tới rồi. Tiểu Bộ, con dẫn tăng cô nương về tiểu quân chú đi trước đi. Chúng ta đánh lạc hướng một lính. Dạ. Chúng ta sẽ gặp lại thế gia trang. Ừ. Đi 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 đi. Chú huynh đệ, nhớ chăm sóc em gái tôi nghe. Rồi, đừng nói nhiều nữa. Nè, hẹn gặp lại. Kiếm, kiếm, kiếm. Mở tủ vô đây đi. Trời ơi, nhà nhỏ như vậy trốn ở đâu đi? Trời ơi, trốn đại đi. Trời ơi, bọn chúng đuổi đến rồi kìa. Hả? Bỏ trốn vô đây, trốn vô đây. Để lên, để lên. Trời ơi, có phải không vậy? Trốn như vậy sao được? Không trốn còn tốt hơn là trốn nữa đó. Trời ơi, thiệt tình à. Im đi. Ở đây không có ai, chúng ta đến chỗ khác xét. Có phải không vậy? Cái tên hồi nãy không lý nào lại không thấy chúng ta, bộ bị ma bịt mắt rồi hả? Không có tình cảm mình đi mà. Thì ra ở đây có cửa sau nè. Đi. Còn muốn trái à? Sao lại bắt ảnh? Sư tỷ. Tôi hạ Bạch Long Sứ thăm kiến Hồng Giáo Chủ. Hồng Giáo Chủ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ như thiên tài. Chà, Hồng Phụ Nhân, không gặp một thời gian tới bà mập ra đẹp hơn nhiều nghe. Trẻ lại nữa chứ. Bạch Long Sứ, công phu nịnh bợ của ngươi đúng là trên trời có, dưới đất lại không có. Đám người này là người nhà quê. Nè, mấy người có thấy phản tạc không? Không có hả? Chúng ta tới nơi khác tìm đi. Để mà bắt tôi về gặp tiểu duyên tử tốt hơn là lọt vào tay của bọn ôn nguyên thần long giáo này. Nè, ôi là tiểu bảo nè, mau bắt tôi về gặp hoàng thượng đi. Thật là hổng lâu, hoàng thượng là thất ngàn vàng, sao rảnh rỗi gặp mấy tên nhà quê như ngươi? Chúng tôi phải truy bắt phản tạc cấp, không đành nói chuyện với các người. Chú đại ca, tôn đại ca, mau bắt tôi về gặp hoàng thượng thì sẽ lập được đại công đó. Ông nhà quê, hãy im đi, đừng có mơ gặp hoàng thượng. Hoàng thượng mà gặp ông ấy sẽ chém đầu ông đó. Ở đây có nhiều phản tặc lắm, mau rời khỏi đây đi. Đi đi. Nè, nè. Để lại một con ngựa cho đám lính phía sau đi. Chạy lên. Dạ. Dạ. Đi. Tôi đại ca, tôi đại ca, mau bắt tao đi, đừng bỏ tao lại mà. Thù hạ của người cũng tốt với người lắm, tăng ngân lượng xong rồi còn cho ngựa đi. Hả? Đi đi. Đi mau đi. Mà Long Sư, ngươi nói là rất thích hầu hạ bổn tòa và phu nhân mà. Được, bây giờ ta đưa ngươi về đảo Thần Long, cho ngươi cơ hội để hầu hạ ta đàng hoàng. Đi. Nhổ nèo. Dạ. Chà, sao nơi này ra nông nổi này vậy? Nếu không phải người dẫn binh bắn phá đảo này, nơi đây làm sao trở thành như vậy? Cái cũ không mất là làm sao có cái mới được. Hồng Giáo Chủ hùng trấn hùng phong, dựng nên giáo mới, đại chuyển hồng đồ, đại các đại lợi, đại sát tứ phương, đại bác bắn đảo Thần Long, càng bắn thì càng thịnh dưỡng. Chúc Hồng Giáo Chủ tiên phước vĩnh hưởng, thọ như trời đất. Chị đại ca, chị đại ca, tiểu bảo, đại ca, tiểu bảo, cô đừng làm bộ sợ mà. Tiểu bảo, chị đại ca, chị đi, tiểu bảo. Hiểu rồi. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Giáo chủ, giáo chủ, thậm chí giáo chủ. Công nhân giáo chủ về đảo, giáo chủ tiên phước vĩnh hưởng, thọ như thiên tài. Hả? Di Tiểu Bảo? Giáo chủ,
tên này hiểm độc như vậy, để tôi giết hắn cho. Còn nữa, tên này biết được một bí mật lớn. Bổn giáo chúng ta phục hưng cũng nhờ bí mật này. Đáng tiếc trong giáo, trong lúc binh lính bắn vào đảo này, chạy được thì chạy, chết rồi thì đã chết. Giáo chủ, thật ra những gì tên tiểu yêu này nói cũng có lý lắm. Chỉ cần giáo chủ trùng trấn Hùng Phong, dựng nên giáo mới, theo thuộc hạ thấy cũng đâu phải là chuyện khó đâu. Vậy mọi người có ý kiến gì? Thuộc hạ chúng tôi mạn phép xin giáo chủ hai chuyện. Hai chuyện gì? Chuyện thứ nhất, muốn phục hưng bổn giáo thì không nên giống như trước kia vậy, tin vào bọn thiếu niên nam nữ đó. Họ chẳng làm được chuyện gì mà chỉ toàn là phá hoại không à. Thứ nhì, xin giáo chủ hãy ban thuốc giải bào thai dịch cơm viên, để chúng tôi không còn lo lắng gì nữa, có thể một lòng một dạ làm việc cho giáo chủ. Nếu ta không cho thuốc giải thì các ngươi không hết lòng làm việc có phải không? Hả? Trước đó các ngươi đã thương lượng hết rồi à? Giáo chủ, chúng tôi không có thương lượng trước với nhau đâu. Nhưng mà thuộc hạ cho rằng ý của Lục Cao Hiên rất là có lý đó thưa giáo chủ. Phải đó. Được thôi, ta sẽ cho người thuốc giải. Mọi người lấy hai viên. Cảm ơn giáo chủ. Lục Cao Hiên, trong tay người đang cầm cái gì? Không có gì hết. Tại sao người không nuốt hết thuốc giải? Thuốc giải, tôi đã nuốt hết rồi. Viên này không phải là thuốc giải. Người nói bậy bạ cái gì hả? Viên màu vàng này không phải thuốc giải, là Bách Viên Nhuyễn, là giáo chủ vừa mới luyện thành. E rằng bản thân của giáo chủ cũng không có thuốc giải đâu. Không có thuốc giải? Tại sao người lại biết? Lần trước khi thuộc hạ tới phòng thuốc lấy thuốc cho phu nhân, vô tình thuộc hạ đã nhìn thấy được. Hả? Phu nhân, bà không được khỏe sao? Hả? Bà không khỏe sao không nói tôi biết? Phu nhân, thật ra bà thấy chỗ nào không khỏe hãy nói đi. Trời ơi, ngu quá, vợ con ông đã có mang rồi đó, ông sắp làm cha của người ta rồi còn không biết gì nữa hả? Cái gì? Có mang? Phải. Là tên súc sinh nào? Có phải ông không đó? Giờ ông có mang, đứa con dĩ nhiên là của ông rồi hả? Bộ ông già lẩm cẩm hay sao? Là ai làm vậy? Cậu ngươi. Không phải ngươi. Ngươi có làm hay không? Không phải mà. Tất cả đều không phải. Ông phải giết tôi đi. Tôi phản đồ. Anh em, chúng ta hãy học sức. Hôm nay không phải ổng chết thì chúng ta cùng chết. Tiểu Bảo, tỉnh lại đi Tiểu Bảo. Sao rồi? Nó sao vậy? Nó làm gì vậy? Tiểu Bảo, anh Tài, đại nạn lâm đầu thì cũng bay, đi thôi. Tiểu Bảo, sư tỷ, chúng ta cùng chạy đi. Chẳng qua tỷ đã uống thuốc của phu nhân thôi mà. Thật sự anh tốt với tỷ lắm. Có gì trước kia tỷ đã từng thề rồi. Tiểu cả, chúng ta chơi rất nhiều ván, có thắng có thua. Chúng ta là người nhà với nhau, tính toán làm cái gì? Cùng chúng tôi chạy đi. Cậu muốn chạy đi đâu vậy? Bên ngoài có phong cảnh đẹp lắm, muốn ra ngoài dạo chút thôi. Tại sao không dẫn tôi đi theo? Phu nhân, đi đâu vậy?
chúng ta cùng lên tàu trốn đi. Hả? À, muốn đi theo tôi hả? Không kịp rồi, mau chạy đi. Phu nhân, sao bà lại bỏ tôi? Đúng ra tôi là người được hưởng vinh hoa phú quý, chính ông đã cưỡng ép tôi về. Từ khi đêm đầu tiên tôi bắt đầu làm vợ của ông thì trong lòng tôi đã phán ông rồi. Tôi hận ông đến tận đáy lòng. Bà hãy nói tôi biết đường nghiệp chủng này là của tên nào. Sao một mực đã biết chứ? Của tôi hả? Là ngươi. Tại sao không giáo chủ ta có thể thiên xuất nhịn hướng tỏ như thiên? Ổng sao sao ổng trợn mắt nhìn tôi hoài vậy? Ủa ơi, nhưng vợ của người ta, người ta chết tự nhiên là nhìn quên rồi, cái còn gì nữa. Sau này cô còn đánh Tiểu Bảo, tôi sẽ đánh lại cô gấp 10 lần. Chị đại ca, ở đây nhiều xác chết như vậy, họ có trở thành ma hay không? Đảo này đã bị binh lính bắn đến độ tan nát hết trơn rồi, chúng ta không thể ở lại được. Nhưng huynh thì không thể trở về Trung Nguyên. Hay là chúng ta tìm một đảo khác ẩn thân đi. Có rồi, đảo gom hết, hoàng thượng nhất định sẽ không tìm được huynh. Cậu nói tới đâu thì tới đó. Đi, đi, đi. Tôi không đi. Buổi tối ở đây có ma, ma không đầu, ma cụt tay, ma gãy chân. Có những người bị đại bác bắn đến nỗi lòi ruột ra luôn đó nghe. Còn nữa, có mấy con ma chuyên môn sợ bụng mấy bà bầu. Ê, ghê quá. Đợi mười giây. Viên này là thuốc giải của bào thai dịch cương viên, sau khi cô uống rồi chất độc sẽ không tái phát. Sư tỷ, sau khi tỷ uống những thuốc giải này rồi thì tỷ không cần lo lắng nữa đâu. Vậy cả huynh hải muội chịu nhiều cực khổ, muội cũng không tính toán rồi. Xin lỗi nha Tiểu Bảo. Cần quá, chỉ cần sau này chúng ta vui vẻ ở bên nhau là được. Tiểu Bảo nói đúng lắm. Hay là chúng ta hãy so niên kỷ, xem ai làm chị và ai làm em đi. Được á. Ở đây chị Toàn là lớn tuổi nhất nè, thì tôi nghĩ chị Toàn làm chị cả là phải rồi. Vậy tiếp theo? Tiếp theo là tới chị hai nè. Phải ha. Chị Tăng Nhu lớn hơn em nửa năm, còn sư tỷ thì lớn hơn 2 năm, tức là sư tỷ xếp thứ hai rồi. Hay là vậy đi, mùa sư không gọi tỷ là sư tỷ nữa, mà theo họ gọi tỷ là chị hai nha. Vậy sau này tỷ phải gọi muội là vợ nhỏ phải không? À phải rồi, vậy còn Sông Nhi. Muội thiệt là hiểu ý huynh nha. Hy vọng nay mai sẽ gặp lại cổ. À vậy người tiếp theo có phải là công chúa không ta? Sau đó là Tâm Nhu, một cái bình nhỏ nhất. Hay là chúng ta gọi cổ là em Bình nha. À được á. Em Bình ơi. Khoan đã, ta là công chúa, ta phải làm cả. Công chúa phải không? Ở trong cung mà. Đi đi, về cung đi. Chúng ta quanh kia ngồi. Gì chứ? Người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lấy nhầm con khỉ như huynh thì phải nhảy khắp nơi rồi. Nè, 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 mở. 1, 2, 5, 8 điểm xỉu, gom hết. Nè, 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 tiếp tục nha. Mọi người muốn ăn gì vậy? Liên tục mở 5 chén xỉu ăn. Thì là tà quá trời. Mấy món gì? Cá, gà, ngâm rượu, nấm đông nè, 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 nè. Vậy thì tốt quá. Ơi trời ơi, bộ mỗi người tôi là ta hả? Một mua tạm không? Được, tôi mở sữa cho mọi người coi nè. Đó, nhiều lắm à. Rồi, thua rồi. Đúng không? Tiểu Bảo. Thôi bỏ đi, không chơi nữa. Mấy người thắng rồi mà cũng vui gì hết á. Tiểu Bảo à, chuyện gì? Người nào người nấy cũng đâu phải là chơi. Thắng không vui, thua cũng không đau lòng. Không biết cờ bạc gì trên là cờ bạc phải mở to cái cổ họng mà la. Giống như là, cha có phải không vậy? Ông nội mày liên tục mở 10 ván tài.
Hay là cha phải ông đó sắp mở xỉu rồi. Thắng thì thắng, thua thì thua, sao huynh lại khẩn trương như vậy chứ? Phải đó, còn phải nói tục nữa. Cờ bạc không la không nói tục thì chơi làm cái gì? Chuyện gì? Trời, tới rồi, tới rồi. Đâu cần hết đó, tới rồi. Buồn quá. Tôi bảo à, huynh đừng vậy mà. Chị Di đang nướng cá đó. Chị Như và chị Toàn thì đi hái trái cây, lát nữa sẽ được ăn liền. Mùi không biết đâu. Nếu mà tiếp tục như vậy chắc là buồn chết luôn á. Huynh rất nhớ kinh thành, nhớ Song Nhi. Tôi rất muốn trở về kinh thành. Huynh đừng vậy mà. Không lẽ tiểu viên tử nó tìm đến đây rồi? Tôi bảo rồi, huynh vẫn ở bên ngoài có tiếng đại bác không gì? Đúng rồi, đây coi. Chị Toàn, có phải tiếng đại bác không vậy? Phải đó, qua xem có chuyện gì. Tôi bảo. Thì đâu phải bắt chúng ta, hình như đại bác đang bắn chiếc thuyền nữa đó. Trời ơi, thuyền bị cháy rồi kìa. Đứng xuống đi sư phụ. Nè, hình như người trên tàu là sư phụ với Song Nhi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Con dậy Song Nhi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Sư phụ! Sư phụ! Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Sư phụ! Tiểu Bảo! Diêu Nhi! Có gì nữa? Chúng ta mau rời khỏi đây! Theo con đó đi! Sư phụ à! Sao thầy đi chung với Song Nhi và Phong đại ca vậy? Hôm đó sau khi chúng ta chia thành hai nhóm thì thầy gặp được Phong huynh đệ và Song Nhi. Trên đường thầy dò la biết con và một đám người đã đón thuyền ra biển, nên Song Nhi cô nương đoán là con đã đến đảo gần hết. Vậy sao thầy đi chung với chúng? Trên đường chúng tôi đã gặp được chiếc thuyền của nhị công tử. Lúc đó chiếc thuyền của họ đã bị thuyền của Triều Đình bắn trúng, nước chảy vào thuyền. Và lúc đó sóng gió rất mạnh, trên thuyền của họ có mười mấy người. Thầy chỉ cứu được thầy cậu họ thôi. Cứ khỏi chạy nữa. Thi đại nhân, ông có đem cái chén vàng của ta tới không? Di thức gia. Thi Trung Quân lâu nay vẫn khỏe chứ? Một khỏi là tội phạm, Di thức gia không nên đi chung với họ. Nhưng mà tôi cũng là tội phạm vậy, bộ thi đại nhân không biết hả? Bắt họ lại đi hả? Dạ. Mọi người hãy dừng tay. Ông hãy giết tôi đi. Ông phản quốc theo kẻ xấu, còn có tư cách ra giá anh hùng à? Vì lúc trước Quốc Thánh Gia đối xử với tôi như thế nào? Bình tâm mà suy xét, đích thực là Quốc Thánh Gia đối xử không đúng đối dòng. Chúng ta đã chịu ơn của Quốc Thánh Gia, tuy rằng đã chịu chút thiệt thòi, như vậy thì sao? Không lẽ bắt tôi mang nỗi oan ức và chết như Nhạc Phi? Anh không làm được Nhạc Phi cũng không làm được Tần Cối, tại sao ông lại trốn đi, đầu hàng bản thân? Cha mẹ vợ con anh em của tôi đều chết dưới tay của Quốc Thánh Gia, tôi phải trả thù cho họ. Không lẽ ông vì mối thù riêng mà quên đi quốc thù gia hội sao? A Kha cô nương,
Cô không sao chứ? Cũng may là hồi nãy cô ôm được khúc gỗ, được chúng tôi nhìn thấy. Chứ nếu không á, Di đại nhân sẽ đau lòng lắm. Đại nhân, sao rồi? Có cập bến được không? Miễn cưỡng cũng cập bến được, nhưng đại nhân hãy nhìn vô đã. Sao Di đại nhân lại ở đó? Vậy tôi bảo ở trên đảo hả? Không những vậy, Phong Thạch Phàm, Trịnh Khắc Sản và Trần Cận Nam cũng ở trên đảo. Vậy tôi bảo sẽ gặp nguy hiểm đó. Có người muốn giết ảnh, ông hãy đưa tôi lên bờ đi. Hôm nay tôi tha cho ông con đường sống. Nếu ông chịu xin thề quay lại làm việc cho Trịnh Dương gia, thì tôi sẽ tha mạng cho ông. Sau này lấy công chuộc tội, vẫn là một hảo hán. Nếu tôi trở về Đài Loan nữa, thì tôi sẽ trở thành tên tiểu nhân phản phúc rồi. Cho dù ngươi chịu về, Đài Loan của ta cũng không dung tha tình hán gian như ngươi. Vậy công tử, thi tướng quân Thiêm và Dùng Binh, chúng ta hãy vì sự nghiệp lớn. Chỉ cần thi tướng quân chịu xin thề, thì tôi sẽ lấy tánh mạng bảo đảm. Nếu hắn giết hết cả nhà ta, ông đợi được sao? Đài Loan là của nhà họ Trịnh chúng tôi, không phải là của nhà họ Trần ông đâu. Trần quân sư, ông và tôi tình thâm nghĩa trọng, tôi sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng bắt tôi làm nô tài cho nhà họ Trịnh thì tôi không thể làm được. Tiểu Bảo, cẩn thận đó, Trịnh có sẵn muốn giết Quỳnh đó. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Tiêu Bảo, con người nhất định phải chết. Cả đời của thầy vì nước, vì dân, không hổ thẹn với trời đất. Con đừng đau lòng. Con, sư phụ à, thầy sẽ không sao mà. Thầy còn chưa dạy dỗ công cho con đó. Sư phụ, bây giờ thầy dạy dỗ công cho con đi, được không? Dỗ công luyện hay không quan trọng. Lâu nay con cũng rất hiếu thảo. Thầy có đệ tử như con đã mừng lắm rồi. Tiểu Bảo à, thầy mừng lắm. Con hãy hứa với thầy một chuyện. Thầy nói đi, chuyện gì con cũng hứa hết. Có phải là tập võ công không? Sư phụ à, con nhất định không có làm biến đâu. Con hãy hứa với thầy, con không được giết Trịnh Khắc Sản. Không được, nó hại thầy đã nông nổi này, con nhất quyết phải giết chết nó. Không, con không thể, không thể giết nó. Trịnh Thanh Gia đối với thầy ân trọng như núi, chúng ta không thể giết con cháu của ngài. Họ có thể vô tình với thầy, nhưng thầy không thể vô nghĩa với họ. Tiêu Bảo, không được, con không thể làm trái lệnh lâm chung của thầy. Không lẽ yêu cầu cuối cùng của thầy con không hứa sao? Dạ. Tiểu Bảo, trong nhiệm phản thành phục binh của Thiên Địa Hội, thầy giao lại cho con. Đáng tiếc là thầy không nhìn được. Sư phụ! Sư phụ! Tâm là chủ! Sư phụ! Tâm là chủ! Sư phụ! Tâm là chủ! Đi
Tiểu Bảo, Quỳnh đừng đau lòng quá mà. Tiểu Bảo, hai tên đã giết chết sư phụ cậu, phải xử lý sao đi? Khốn kiếp, ôi bất đẳng, sao giết chết sư phụ ta? Chết đi. Sư phụ ta là thù hạ của người, nhưng ta thì không phải. Người thiếu ta một vạn lượng, giờ là trả đi. Sư phụ ta dặn không được giết người, không có nói là không được đánh người, ta dùng dao đâm người. Trả tiền đây, không trả một lượng bạc ta một nhát. Tôi trở về Đài Loan, nhất định sẽ trả cho huynh. Một vạn lượng không đủ, tôi đền đủ gấp 10 lần, 100 lần. 100 vạn lượng đó, tôi nhất định trả cho huynh. Không được, một vạn đao này ta phải đâm. Đừng mà, nếu huynh không tin, tôi có thể tìm người bảo đảm. Còn người ngươi đê tiện như vậy, có ai bảo đảm được cho ngươi? Tôi có mà. Có gì, cái đầu của ngươi hả? Được, đặt số đi. Là A Kha, tôi lấy A Kha thế cho huynh. A Kha. Trịnh Cát Sản, ngươi thật là vô liêm sỉ. Ngươi lấy cổ để thế cho ta ít lợi gì? Cổ có mắt không trồng, thích ô uy vô mắt đã như ngươi. Ngươi lấy cổ thế cho ta, nhưng lòng của cổ thì hướng về ngươi, vậy tức là cho ta cấm sừng rồi. Tưởng ta ngu à? Ta đâm ngươi một dạng dao cho xong đi. Thực ra cổ bên huynh mới vui vẻ. A Kha không thích tôi, cổ chỉ thích huynh thôi. Cổ đã có cốt nhục với huynh rồi. Trịnh Cát Sản, ngươi không phải là người. Sao ngươi cũng không bằng. A Kha có cốt nhục với ta hả? Ngươi gạt ta hả? Là thật mà. Lần trước ở Dương Châu, sau khi huynh làm cổ hôn mê thì cổ đã có mang rồi. Bây giờ cổ lớn có nhỏ, tôi đã chăm sóc dùng huynh bao lâu nay cũng đáng một vạn rồi. Huynh cứ mặc kệ hắn. Ngươi thật là tồi tệ. Huynh lợi dụng cốt nhục của ta để đoạt ngôi của thái tử. Hắn còn thương lượng với sư phụ của hắn, muốn giết huynh và Trần tổng làm chủ. Đúng ra muội định đến đây báo cho huynh biết, nhưng mà lại không kịp. Đồ khốn kiếp, cầm lấy. Thì ra ngươi đã có âm mưu trước. Sư phụ ta còn nương ta với ngươi nữa. Ông nội mày. Lấy vợ nhỏ của Tiểu Bảo thế cho Tiểu Bảo, ngươi đúng là vô liêm sỉ quá. Đúng đó, A Kha đã bái đường với ta từ lâu rồi, là vợ danh chánh ngôn thuận. Thế cái gì? Bây giờ quyết định vậy đi. Ta lấy mẹ của ngươi bán lại cho ngươi 100 vạn lượng đó. Còn cha của ngươi cũng bán cho ngươi 100 vạn lượng luôn. Rồi bà nội của ngươi 100 vạn bán ngươi luôn. Còn ông nội của ngươi nữa. Ông nội tôi chết lâu rồi. Ngươi chết cũng bán luôn. Bớt quá bớt cho ngươi 20%, 80 vạn lượng đó. Tổng cộng thiếu ta 380 vạn lượng. Vì tôi bảo ngươi. Có phải ông còn muốn mua vợ về người nhà của ông nữa hay không? Tôi làm gì có nhiều ngân lượng như vậy. Được, cho phép ngươi trả hàng. Vậy ngươi hãy đem cha ngươi, mẹ ngươi, bà nội ngươi, ông nội, quán cố của ngươi toàn bộ trả đi hết. Một sợi tóc cũng không được thiếu. Dương chủ, tôi biết là tôi giết chết Trần Quân Sư, tội đáng chết lắm. 380 vạn lượng đó coi như là món nợ tôi thiếu huynh. Tôi nhất định trả cho huynh. Nói miệng không có bằng chứng. Vào đâu, giữ giấy nợ đi. Giết. Tôi giết. Đi nhanh một chút đi. Dương chủ, mời ông qua đây một chút, thuộc hạ có chuyện gấp cần bẩm báo. Nè, mọi người ở đó đợi tôi đi. Dương chủ. Chuyện gì á? Cậu thả chúng về thật hả? Đúng vậy, tôi hứa với sư phụ là không giết bọn chúng mà. Lâu nay hoàng thượng cũng có ý tóm chúng. Vậy thì sao? Từ trước đến nay, hoàng thượng có 3 kẻ tâm phúc chi họa. Người thứ nhất chính là Ngô Tam Quế, người thứ hai là Trần tổng đà chủ. Bây giờ tổng đà chủ đã chết rồi, hoàng thượng cũng trừ đi một hiểm họa. Ông nội mày, thì ra người cáo mặt là mày hả? Còn người thứ ba? Phong đại ca à, cảm ơn huynh đã cứu Song Nhi từ Bắc Tước phủ ra, để cổ tránh khỏi bị đại bác bắn chết. Hoàng thượng đã nói hết cho tôi biết rồi. Tên gian của Thiên Địa Hội chính là ngươi. Người biết ta lo lắng cho Song Nhi nhất, nên cố ý trước khi phát quả đã cố ý dẫn Song Nhi ra khỏi Bắc Dương phủ. Phong đại ca, huynh cũng chu đáo quá chứ. Nếu như vị tước gia biết hết mọi chuyện rồi á,
Tỳ chức cũng không che giấu nữa. Tâm phúc chi quả thứ ba của hoàng thượng chính là bên Đài Loan. Nếu ngài bắt Trịnh Khắc Sản về giao cho hoàng thượng thì ngài sẽ lập công lớn. Tôi nghĩ hoàng thượng sẽ không truy cứu chuyện cũ của ngài nữa đâu. Phong đại ca, huynh đối với hoàng thượng quả là trung thành cẩn cẩn ha. Vì trước giờ ngài trở về kinh thành kế nghiệp tổng đà chủ của Thiên Địa Hội, sau đó tụ tập các anh em ở các phái trong 18 tỉnh tóm hết cả bọn. Kế này đích thực là độc kế. Người xưa có nói vô độc bất trường phong, làm việc lớn thì phải bất chấp thủ đoạn chứ. Vô độc bất phong thật không? Ngươi muốn sao? Tiểu bảo, Tiểu bảo, để cái này là bậy ra, thả con ra rồi nói. Đưa con dao đi. Phong đại ca, mình muốn thăng quan phát tài, tốt nhất nên khách sáo với tôi một chút. Thăng quan phát tài là tốt, nhưng mà giữ lại tánh mạng còn tốt hơn. Ngươi dám tội hại đến Tiểu Bảo của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Buông ta ra, con buông Tiểu Bảo ra đi. Buông ra. Dù sao ta cũng bị các ngươi giết, bây giờ thì chết chung với nhau. Sông Nhi, cảm ơn muội. Ủa, hai tên kia đâu rồi? Hả? Nói đi. Sư phụ, người bán đứng Thiên Đại Hội đã chết rồi. Còn tên Trịnh Khách Sản, con đã nghe lời thầy thả hắn đi. Thầy chết thiệt là oan ức, thật là không đáng. Con chưa có việc báo ơn cho thầy. Tiêu Bảo, người chết không thể sống lại được, đừng vậy mà. Phải đó Tiêu Bảo, thiện ác trước sau gì cũng có quả báo. Hai thầy trò của Trịnh Khách Sản trước sau gì cũng gặp quả báo mà. Tiêu Bảo, sư phụ thấy huynh như vậy làm sao yên lòng được chứ, huynh đừng vậy mà. Sư phụ, con sẽ đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc cho thầy, để thầy có thể mua chuộc Diêm Vương, tìm một nhà lành để đầu thai. Ê, ba người vợ của con có thai, thầy đầu thai vào họ thì tốt á. Vậy tôi thà sanh con gái. Sanh con trai thì được thưởng, sanh con gái tự nuôi. Cái gì? Chính vì vậy A Kha đã chính thức trở thành vợ của Di Tiểu Bảo. Người xưa nói quan âm như tiễn, nhật nguyệt như thoi. Di Tiểu Bảo đã cùng 7 người vợ lớn trung nhỏ tuyệt đẹp, mới chớp mắt thôi thì đã ở đây mấy tháng trời rồi. Họ còn định sẽ ở lại đây luôn, và sau này sẽ không trở về Trung Nguyên nữa. Trời ơi, không lẽ Di Tiểu Bảo này mới ở đây sống luôn nữa đời còn lại, tức là thả vô nhân đạo rồi. Người ta nói có chết thì cũng phải chết cho thật dễ dàng một chút. Buồn mà chết thì thật là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời. Nè, có thể ăn cơm rồi qua đây đi. Có cơm ăn rồi hả? Dạ, tốt quá, bây giờ lại có cơm ăn rồi. Chị để em vậy nha. Nếu muốn biết kết cục thế nào, mời tiếp tục đón xem. Tiểu Bảo, ăn cơm thôi. Lần sau nói tiếp nha. Nè, ăn đi. Chỉ có diễn rau thôi hả? Tiểu quế tử, cậu chết đi đâu vậy? Chết rồi. Tiểu diễn tử nhớ cậu lắm. Tiểu diễn tử đến đây rồi. Tiểu diễn tử đến đây rồi. Ta tôi đây nè, tiểu diễn tử ơi. Đi đâu vậy? Tiểu diễn tử nhớ đây nè. Tiểu Bảo, đợi chúng tôi với. Tiểu Bảo. Tiểu quế tử, cậu chết đi đâu vậy? Tiểu diễn tử, cậu chết đâu vậy? Nè 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 nè, quý có nghe thấy tiếng gì không vậy hả? Đó, có phải có tiếng không? Ờ, đúng rồi. Tiểu quế tử, cậu chết đi đâu vậy? Tiểu quế tử, cậu chết đâu lắm đó. Chị Tuyết Gia kìa. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, có chuyện gì vậy? Chị Tuyết Gia. Ông Công Công. Chị Tuyết Gia, chị Tuyết Gia, chị Tuyết Gia. Ông Công Công. Dương Tâm Ca, Dương Tâm Ca. Dương huynh đệ,
mọi người thì là tài quá, biết dễ dàng tiểu viên tử đi dụ tôi ra. Thật ra chúng tôi cũng không có biết đâu, nhưng mà quan thượng đã phái 30 chiếc thuyền ra biển, còn dặn chúng tôi hãy lên bờ thì giống như hồi nãy vậy, lớn tiếng gọi đệ. Chúng tôi đã tìm 80 mấy hòn đảo mới tìm tới đây thôi. Cơ bộ thì lãng trở về không có báo là gì của lão tử. Vì đồ thống hãy tiếp chỉ. Ê, hoàng thượng đã dặn lần này ngài tiếp chỉ không cần phải quỳ xuống. Đa tạ ân điển của hoàng thượng. Mật chỉ của hoàng thượng, người khác hãy lui ra. Lui ra kìa, lui ra kìa. Nè, ta là công chúa, không cần phải lui ra chứ. Dạ công chúa, nếu có tiết lộ một vài lời, cả nhà của nô tài sẽ bị chém hết đó. Dạ, người hả? Có tin ta thiết nghe nữa không? Được rồi, công chúa hả, mau đi đi. Đi đâu chứ? Đi qua bên này nè. Chuyện gì phu nhân, mời qua bên này nghỉ ngơi. Tôi còn chơi cho hắn một trận nữa mà. Dạ, hãy con mật chỉ đi. Cảm ơn. Ngài đã coi kỹ rồi chứ? Bây giờ tuyên mật chỉ của hoàng thượng. Tiểu quế tử, ông nội mày, khanh chết đi đâu vậy? Trẫm nhớ khanh lắm. Tên tiểu tử thúi, bộ quên lão tử rồi hả? Thần không dám đâu. Khanh không nghe lời của trẫm, không giết sư phụ của khanh, còn bắt cóc công chúa Kiến Ninh, ông nội mày. Nhưng mà khanh đã lập rất nhiều công lớn và rất trung thành với trẫm. Khanh có tội gì, trẫm cũng tha cho khanh hết. Cảm ơn ngài. Sắp tới ngày thọ của trẫm rồi, khanh không tới uống rượu mừng của lão tử, lão tử sẽ không vui đó. Nhất định. Nếu khanh biết côn thì hãy mau đầu hàng đi, lập tức trở về kinh thành. Đầu hàng thôi phải không? Tôi cứ tưởng nhảy xuống sông nữa chứ. Tôi nhất định là trở về. Hãy đợi tôi nghe. Kể từ nay, nếu khanh không nghe lời của trẫm nữa, trẫm sẽ chém đầu của khanh xuống để làm ghế ngồi. Sư phụ họ Trần của khanh đã chết rồi, khanh và thiên địa hội cũng không còn dính líu nữa. Khanh hãy rút ra chút sức đi diệt thiên địa hội đi. Trẫm sẽ còn phái khanh đi đánh Ngô Tâm Quế nữa. Công chúa Kiến Ninh sẽ gả cho khanh làm vợ. Sau này cơm no áo ấm, thăng quan phát tài, nhất định là không thiếu phần của khanh. Tiểu quý tử, tiểu viên tử là sư phụ của khanh và cũng là bạn tốt của khanh, muốn chém muốn giết, những gì người bạn đã nói tứ mã nan truy. Khanh lập tức lết về cho trẫm. Bất tôi tiêu diệt thiên địa hội. Ngài nghe rõ rồi chứ? Dương huynh đệ. Dương tâm ca, hoàng thượng muốn đệ lập tức về cung, nhưng huynh cũng thấy mấy bà vợ của đệ sắp sanh rồi, thật sự không có đi được. Nhưng thánh chỉ của hoàng thượng. Chính vì đệ muốn hỏi huynh, hoàng thượng có nói là nếu đệ không về thì có giết đệ không? Vậy thì không, nhưng mà từ trước tới nay không có ai dám kháng lại thánh chỉ của hoàng thượng. Dương tâm ca, hoàng thượng đối với đệ ân trọng như núi, nhưng mà e rằng chuyện lần này đệ thật sự không thể nào làm được. Thật sự đệ không còn mặt mũi để gặp hoàng thượng. Trung nghĩa lưỡng nan toàn, nếu không còn cách nào khác, đệ đành phải tự sát. Ê nè, đệ đừng có đóng vội như vậy mà, chuyện gì cũng còn thương lượng. Nè, hay là vậy đi, huynh trở về nói với hoàng thượng, huynh nói là Di Tiểu Bảo rất là khó xử, lấy kiếm tự tử, cũng may là được huynh cứu lại cho nên mới thoát khỏi cái chết. Vậy đi con. Dương Tam Ca, huynh đừng có coi là thiệt, hoàng thượng biết rõ tánh tình của Di Tiểu Bảo này, để sợ đau như vậy làm sao mà dám tự tử mới được chứ. Huynh cứ hồi báo theo sự thật là được rồi, có phải vậy không bảy mỹ nữ? Phải đó. Hồi báo theo sự thật. Dạ phải. Lâu vậy. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. An Kha đã sinh ra bé trai rồi nè. Con trai hả? Trời ơi. Tiểu Bảo hả? Tiểu Bảo. Chị Toàn cũng sinh bé trai rồi nè. Lại thêm thằng con trai nữa. Trời ơi. Thiệt tốt quá. Tiểu Bảo. Coi nè, công chúa đã sinh em bé gái rồi đó. Trời ơi, dễ thương thiệt á. Gái à? Ủa làm gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy?
Gì vậy mẹ con khóc mà? Con làm gì khóc vậy hả? Khóc cái gì? Mới không chịu đâu, Quỳnh đã nói rồi mà. Sanh con trai thì được thưởng, sanh con gái thì phải tự nuôi. Người nào cũng sanh con trai còn mỗi thì sanh con gái. Mới không chịu đâu, ông trời cũng ăn hiếp. Mày tại muội chứ tại ông trời ở đâu đổ lỗi. Em nên làm được vậy mà. Tuy rằng chúng tôi đều sinh con trai, còn em sinh con gái vì con gái sẽ quý trọng hơn rồi. Có phải hay không chứ? Phải đó rồi. Sau này các chị sẽ thương yêu nó mà. Có chi Tiểu Bảo tốt với con gái hơn, phải không? Phải đó. Phải đó. Thật sao? Trời ơi, thiệt mà. Trời ơi, em còn chơi nhìn con gái của mình nữa. Ở chỗ chị nè, nè. Tôi coi. Trời ơi, đẹp gái quá. Được rồi, được rồi. Ba chúng ta cũng sanh rồi, nhưng mà vẫn chưa đặt tên cho ba đứa bé. Ý cha của đứa bé nên đặt tên gì mới tốt đi? Không thể gọi đại là A Đại, A Nhị, A Tam vậy được. Nhưng mà Huynh thì không biết chữ nghĩa gì hết, sao đặt tên? Có cách rồi. Lắc xí ngầu. Hả? Đặt được cái gì đặt cái đó. Vậy cũng được sao? Có được không đứa? Tôi bảo thông minh lắm. Nè 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 nè. À, Bồ Tát Tần Bài hết phù hộ, linh linh thánh thánh, hãy đặt giùm tôi ba cái tên hay. Một con năm, một con sáu. Một năm, một con sáu, tức là cây búa. À, ở đại thì gọi là Duy Phủ Đầu đi. À, hay quá, vậy tôi bảo Duy Phủ Đầu. Rồi, tiếp tục nghe. Một con một với một con năm, một con một với một con năm, tức là Đồng Sư. À, vậy thì gọi là Duy Đồng Sư đi. Trời ơi, hay quá. Rồi, tiếp tục nghe. Tới muội nè. Nhất định là hay lắm, nó dễ thương quá ha. Ý, hai hộp cũng là con hai. Vậy tức là phải gọi là bản đăng rồi. Trời ơi, tôi không nghe đâu. Nó là con gái mà, sao lại gọi là bản đăng, khó nghe như vậy. Lắc lại đi. Phải rồi. Đúng rồi, lại lần nữa đi. Ờ, đúng rồi. À, cũng là con hai, bản đăng đó. Thôi, chắc là ý trời rồi. Tôi không chịu đâu. Có chết tôi cũng không chịu đặt tên con của mình là Di Bản Đăng đâu. Hey, Bồ Tát Thần Bài cho mỗi cái tên mỗi có thể tùy tiện sửa được sao? Để mỗi tự lắc. Lắc từ cái gì thì đặt tên đó. Bồ Tát Thần Bài phù hộ, Bồ Tát Thần Bài phù hộ. Con à, số của con thật là khổ đó. Tên con là Di Bản Đăng rồi. Ý, khoan, khoan đã. Hai điểm tức là xong rồi. Vậy hai hộp cũng đều hai điểm, vậy tức là song song rồi. Hay là mình gọi là Di song song đi. À, có phải đó, song song. Đúng rồi, tốt đó. Vậy cũng tương tự như tên của em Song Nhi rồi. Phải rồi. Trời ơi, song song. Vậy sau này con tên là Di song song nha. Huyền Quán Di Tiểu Bảo tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng, trẫm lập Vận Nhân làm Hoàng Thái Tử, đại xá thiên hạ, Di Tiểu Bảo tấn tước một cấp, được phong nhị phẩm pháo, không chỉ. Đa tạ ơn điển Hoàng thượng. Di Đại Nhân, Hoàng thượng bảo tôi nói với Di Đại Nhân, ông muốn đánh Ngô Tam Quế cũng được, nhưng mà phải diệt thiên địa hộ cho ngày trước. Hoàng thượng còn nói, ngày xưa vua Châu Võ có một đại thần là Khương Thái Công, thích câu cá bên bờ hồ một mình. Hán triều Quan Võ Đế có một người bạn tốt tên là Nghiêm Tử Linh. Ông thà không làm quan lớn mà ngồi câu cá ở Phú Xuân Giang. Ngài nói ông vua tốt nào cũng có một đại thần câu cá cho họ. Hoàng thượng còn nói, nếu ông không chịu diệt thiên địa hộ giúp ngài, thì ở lại đây câu cá và bắt rùa cho hoàng thượng. Bắt rùa? Ăn cơm thôi, hãy về đi. Mình muốn về Trung Nguyên. Mình nhớ mẹ quá. Từ từ đợi cơ hội đi. Đợi. Đợi năm mấy hai năm rồi. Đợi tới chừng nào đây? Đừng vậy mà. Sẽ có một ngày hoàng thượng không buộc huynh diệt thiên địa hội và sẽ kêu huynh về. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần không kêu huynh diệt thiên địa hội, không kêu huynh làm cái gì cũng làm hết. Nếu hoàng đế ca ca gọi huynh về đổ phân rửa tội xí, huynh cũng làm đó hả? Huynh làm, sao không làm? Nhưng mà kêu muội làm thế huynh. Huynh kỳ quá. Chị Toan à, chị hãy nghĩ cách dùng Tiểu Bảo đi.
Thật ra muội cảm thấy sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ gọi huynh về kinh thành. Ngài chỉ muốn buộc huynh đầu hàng chứ không phải muốn giết huynh. Nếu như ngày nào huynh không hứa với ngài thì ngài cũng không làm gì được huynh đâu. Huynh muốn làm anh hùng hảo hán thì phải trả giá mà chịu khổ cực. Vừa muốn làm anh hùng hảo hán, vừa muốn nghe mấy cô nương ở Lầu Xanh hát 18 mó hả? Anh hùng này thật sự dễ làm quá rồi. Huynh không tin là không được. Huynh vừa muốn làm anh hùng vừa muốn hát 18 mó. Một mó là mó cái binh đẹp của chị Toàn, hai mó là mó cái mặt phù dung của sông Nhi, ba mó thì mó tay luôn, bốn mó là mó cái mình, năm mó là mó phương duy, sáu mó là bảy mó là thôi đâu không mó mũi đâu. Chị Thú Quân, lâu quá không gặp. Sao ông vui vẻ dữ vậy? Thức gia, đại hỷ đó. Hoàng thượng đã bình định Tam Phiên, tên phản tặc của Tâm Khuế cũng tới Tây Thiên rồi. Thật hả? Cả tên Trịnh Khắc Sản, Trịnh Dương Phủ ở Đài Loan cũng tới Bắc Kinh đầu hàng hoàng thượng luôn. Hả? Vậy mối thù của sư phụ càng không có cơ hội để trả thù. Hoàng thượng luận công ban thưởng, mỗi chúng tôi được tăng mấy cấp. Hoàng thượng còn nói Di Đại Nhân có công cử chiến, cho nên quyết định không tính chuyện cũ nữa. Còn giáng chỉ kêu Di Đại Nhân lập tức về kinh thành. Những gì hoàng thượng dặn tôi làm, tôi không có năng lực làm, sao dám trở về kinh? Ê, không phải đâu, hoàng thượng chỉ muốn ngài về thôi. Còn những chuyện khác kêu ngài khỏi lo lắng. Còn Thiên Địa Hội thì sao? Chính vì không cần tiêu diệt Thiên Địa Hội nữa. Thật hả? Chúng ta có thể về kinh thành rồi, không cần sống ở trên đảo này nữa. Nô tài Di Tư Bảo tham kiến hoàng thượng. Hãy đứng lên đi. Ta hoàng thượng. Di Tiểu Bảo, tại sao vừa gặp chậm lại khóc vậy? Nô tài không gặp hoàng thượng đã lâu, vừa gặp lại mừng quá thôi. Hãy ngước mặt tôi cho chậm coi. Không gặp mấy năm, khuôn mặt của Khanh cũng không có gì thay đổi. À, tiểu quý tử, tới nay Khanh có bao nhiêu đứa con? Thần có hai tay một gái. À, vì mặt này chậm xuất sắc hơn Khanh đó. Chậm có 4 đứa con trai, 3 đứa con gái. Hoàng thượng hùng tài đại lượng, dĩ nhiên chuyện gì cũng hơn nô tài rồi. Đã mấy năm không gặp, học vấn của Khanh không hề có chút tiến bộ nào. Hùng tài đại lượng liên quan gì tới chuyện sanh con cái? Ngày xưa vua Châu Võ có 100 đứa con á, hễ là vua tốt á, rất nhiều con cái. Sao Khanh lại biết vậy? Hoàng thượng cho nô tài đi câu cá thì chúng ta giống như vua Châu Võ và Khương Thái Công vậy. Nô tài đương nhiên phải hỏi cho kỹ chứ, nếu không khi gặp được hoàng thượng nói không lại nữa. Con người của Khanh đó vẫn thích nói bậy bạ như xưa. Nhưng mà chuyện trường Ngô Tâm Quế, công lao của Khanh cũng không ít. Mấy tên chiến tướng cũng do Khanh dẫn tới cho trẫm. Người ta nói có công thì phải thưởng. Được, trẫm sẽ phong cho Khanh là nhất phẩm lục đỉnh công. Tạ ơn hoàng thượng ân điển. Còn nữa, Trịnh Khắc Sản đã quy hàng triều đình. Trẫm đã hứa sẽ giữ lại con cháu cho họ. Sau này Khanh cũng đừng có quấy nhiễu tới họ nữa, có biết không? Dạ hoàng thượng. Tiểu quý tử, Khanh thà chết cũng không vì vinh hoa phú quý mà bán đứng bạn bè, thật là hiếm có. Nếu Khanh không bán đứng bạn bè, trẫm tin rằng Khanh cũng không bán đứng trẫm. Đứng lên đi. Hoàng thượng, nô tài một lòng trung thành với ngài. Nhớ lại mỗi khi nô tài nghĩ gì thì hoàng thượng đều biết, khiến nô tài vừa khiếp vừa sợ. Nô tài cứ như Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Tiểu quý tử, không ngờ Khanh lớn thêm mấy tuổi, con người càng ngày càng khiêm tốn. Nhưng mà nếu Khanh một mực thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm, trẫm cũng chưa chắc bắt giữ Khanh được. Vũ đệ, gặp lại đệ thiệt tốt quá. Hả? Là người hay là... Dĩ nhiên là người rồi, nè. Đó, sao đi? Tại sao vậy? Nói ra thiệt vô dụng. Lần đó ở phòng của đệ bị tên thích khách lén tập kích, sau khi trúng một nhát rồi chuyện gì cũng không hay. Huynh nghe hoàng thượng nói lại mới biết, cũng nhờ với huynh đệ xả thân cứu giúp, đánh tên thích khách bỏ chạy, huynh mới giữ được tính mạng đó. Nhưng rõ ràng đó là... À, để nói nhát dao đó phải không? Thiệt may mắn, trái tim của huynh nằm lệch một bên, nhát dao đó đâu có đâm trúng tim huynh. Nhưng huynh cũng hôn 13 ngày 3 đêm á. À, nói ra cũng cảm ơn Di huynh đệ nhiều nha. Nếu không phải đệ mà đánh tên thích khách đó để cho hắn đâm huynh thêm vài nhát, huynh chết chắc. Chuyện trước kia tôi đừng có nhắc nữa nghe.
Đa đại ca, hôm nay gặp lại huynh thật sự làm đệ cũng hết hồn đi. Lúc Thi Lãng ra quân tấn công Đài Loan, huynh cũng có đi mà, sẵn đường đến đảo gồm hết thăm đệ. Không ngờ lại có chuyện bất ngờ nên đi không được. Đài Loan hả? Phải ạ. Đa đại ca, bao nhiêu năm không gặp, đệ có chuẩn bị một món quà lớn tặng huynh nè. Hả? Tờ này là giấy nợ do chính ta Trịnh Khắc Sản viết, tổng cộng thiếu đệ 380 vạn lượng. 380 vạn lượng? Chà. Đa đại ca, tờ giấy nợ này coi như để tặng cho huynh. Huynh cầm tờ giấy nợ này đi tìm Trịnh Khắc Sản kêu hắn trả tiền. Số tiền mà huynh nhận được toàn bộ thuộc về huynh. Tôi đâm ông nhát coi như là tiền thuốc men đi ha. Đâu có được, số tiền là của đệ, để huynh đi thu giùm đệ cho sau khi tôi được giao lại đệ. Tấm lòng của anh em sao huynh lại cự tuyệt như vậy được? Người ta nói anh em với nhau cùng hưởng phú quý mà. Hoàng thượng kêu ta đừng có làm khó Trịnh Khắc Sản, đâu có nói là không cho người khác đòi nợ. Sao cũng được hả? Nhận được rồi nói. Được. Cao Cẩu bị Bắc Kinh, bị phỏng đức tài bảo đảm sẽ khỏi. Cao Cẩu bị Bắc Kinh, bị phỏng đức tài bảo đảm sẽ khỏi. Cao Cẩu bị Bắc Kinh, bị phỏng đức tài bảo đảm sẽ khỏi. Phục Minh trừ Thanh, phản Thanh phục Minh chắc mình làm không được rồi. Thật ra bây giờ cũng tốt. Thập Bát Ca, Di Tiểu Bảo, ngươi dâng ân bội nghĩa, ta phải giết tên đồ tài chó như ngươi. Yeah! Quỳnh làm gì vậy? Cứu tôi vậy. Đứng lên. Di Tiểu Bảo, tên đồ tài chó hèn nhát kia, vì vinh hoa phú quý mà đầu hàng thác đát, ta phải chém ngươi ra làm trăm mảnh. Ngươi là ba cũng không sao. Đi đi. Nè, giải ông về Di phủ để ta từ từ tra hỏi. Đi. Thập Bất Ca làm cái gì nóng giận dữ thì không biết nữa. Cũng may có hai bà vợ ở đây tôi cũng yên lòng chút. Buông tay ra đi. Đi đi. Buông ra. Nè nè nè. Thôi buông ổng ra. Hai người ra ngoài đi. Dạ. Thập Bất Ca. Di Tiểu Bảo. Cái gì vậy? Ê. Nè. Di Tiểu Bảo. Tên cẩu tặc. Người muốn giết thì cứ giết đi. Người giết chết bao thập bát này. 18 năm sau. Ta vẫn là một anh hùng hảo hán. Thập Bất Ca à. Sao đệ lại giết huynh được? Huynh dẫn đệ lên kinh thành mà. Chúng ta còn là anh em kết nghĩa. Đệ làm sao mà tổn hại đến huynh? Nè. Mình uống một ly đi, coi như là tạ tội với huynh cũng được, cái gì cũng được hết. Vì ham vinh hoa phú quý, cam tâm làm tay sai cho Mãn Thanh, vì lý lòng của tên vua chó đó, cả sư phụ Trần Cận Nam của ngươi cũng hại chết luôn. Cái gì? Để hại chết sư phụ hả? Huynh nghe đâu ra vậy? Không phải trong thánh chỉ của tên vua chó đó đã nói rõ rồi sao? Tại sao lại như vậy? Phải đó, Mùi và Sông Nhi cũng vừa mới biết thôi mà. Trong thánh chỉ của hoàng thượng nói huynh có công đã giết hết Trần Cận Nam và Phong Thế Trung bọn phá tặc của Thiên Đại Hội, cho nên mới phong huynh làm lục đỉnh công đó. Phải đó. Hả? Không lẽ hoàng thượng hại ta như vậy sao? Di Tiểu Bảo, tôi còn gì để nói không? Một tên vua chó, một tên nô tài chó, hai tên đều chung một xu. Thập Bất Ca, đệ không có giết sư phụ, là Trịnh Khắc Sản giết đó. Tôi không cần nói nhiều. Ta đã trở thành tội nhân thiên cổ sao? Di Đại Nhân. Đại ca, hoàng thượng muốn gặp tên phản tặc này. Cái gì? Mới đây hoàng thượng đã biết rồi. Đúng vậy, Trần Cận Nam và Phong Thế Trung trong cáo thị là do chính tay chẩm thêm vào. Hoàng thượng, tại sao? Nay Khanh và Thiên Địa Hội đã cắt đứt quan hệ, chẩm làm vậy chẳng qua chỉ muốn không có ai quấy nhiễu tới Khanh thôi, khiến Khanh không bị bất định. Huống chi chúng biết được Khanh giết chết sư phụ của mình, nhất định sẽ không buông tha cho Khanh. Như vậy sau này sẽ không có ai buộc Khanh phải phản Thanh phục Minh nữa. Nhưng mà Khanh hãy yên tâm, trầm đã âm thầm sắp người bảo vệ cho Khanh rồi. Nếu không hồi nãy ở thị trấn, tại sao lại có thị vệ tới cứu Khanh mau như vậy chứ? Hoàng thượng thần cơ dự đoán, tính mạng của nô tài cũng là hoàng thượng cứu rồi. Khanh biết được thì tốt. Nay Khanh đã leo lên lưng cọp, sau này không thể bắt cá hai tay được. Ông đi mà Khanh bắt về sẽ do Khanh đích thân xử trảm. Hoàng thượng gây ơn.
đến ngày hôm nay nô tài lập được nhiều công lớn như vậy cũng nhờ ân điển của hoàng thượng mà thôi. Nhưng người vừa bắt về năm xưa đã dẫn nô tài lên kinh, mong hoàng thượng khai ân. Bất quá thần không làm lục đỉnh công, làm lại pháo cơm hết. Hùng lâu, lệnh của triều đình mang ra, làm sao để cho khanh trả giá như vậy được? Nô tài không dám. Nhưng bắt nô tài giết người bạn tốt nhất của mình, thật sự nô tài làm không được. Khanh không cần nói nhiều. Ngày mai vào giờ này, khanh hãy đem cái đầu của hắn tới đây cho trẫm. Nếu không phải là Mao Thập Bát, thì chính là bản thân của khanh. Nô tài tôi chỉ. Thưa quý tử, có phải khanh định trốn nữa không? Lần này nô tài không dám nữa. Thần sẽ trở về chồng cao gối và suy nghĩ làm sao giữ lại nghĩa khí bạn bè để không bị hoàng thượng chém đầu xuống. Nô tài cáo lui. Bảy người vợ và ba đứa con của khanh đã vào cung tân kiến Thái Hậu. Thái Hậu gặp được họ cảm thấy rất là vui, đã giữ họ ở lại đây một đêm. Ngày mai khi khanh tới đây gặp trẫm, sẵn đó đón họ về luôn. Dạ hoàng thượng. Bây giờ vợ và con cái đã bị hoàng thượng giam giữ, tính sao bây giờ không biết. Di đại nhân. Đại đại ca, lần trước Di huynh đệ nhờ huynh đi đòi nợ của Trịnh Khắc Sản đó, không phụ lòng đệ nhờ, đã thu được 260 mấy vạn lượng. Chà, đại đại ca thiệt là lợi hại nha. Mới đây đã đòi được 200 mấy chục vạn lượng à. Tập Trịnh Khắc Sản này hại chết sư phụ của ta, còn khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ. Đại đại ca, còn 120 vạn, bây giờ chúng ta đi thu luôn đi. Được, chúng ta dẫn theo binh lính đi thêm một chuyến nữa. Di đại nhân, đa tổng quản chào hai vị. Ai vậy? Tại hạ Trịnh Khắc Sản. Không phải chứ, ông là Trịnh Khắc Sản á. Trời ơi, tôi cứ tưởng là một cụ già nào đến nỗi sắp chết rồi chứ. Đại đại ca, người này là Trịnh Dương gia của Đài Loan đó hả? Năm xưa hoài dữ lắm mà. Vậy sao? Thật lễ. Nghe nói ông phải trở về Đài Loan lên ngôi vua mà. Nói ra nghe coi, để tôi lập công trước mặt hoàng thượng cũng tốt chứ bộ. Di đại nhân, xin ngài rộng lòng tha thứ, thật sự là không có chuyện này. Vậy à? Vậy thì lạ nghe. Hôm nay tụi tôi bắt được một người, hắn nói hắn là thuộc hạ của Dương gia đó. Chửi hoàng thượng xong rồi chửi tôi, rồi kêu Dương gia ông đây hãy giết chết hoàng đế Tất Đắc để trả thù cho hắn. Di đại nhân, xin ngài tha mạng, xin ngài rộng lượng tha cho tôi một con đường sống đi. Năm xưa người giết chết sư phụ của ta, có cho ông con đường sống không? Không liên quan tới Trịnh công tử. Giết Trần Cận Nam là ý của tôi, cậu muốn trả thù hãy tìm Phùng Thạch Phàm này đi. Ông muốn gì đây? Người đâu? Bắt lại! Phong lại! Năm xưa chúng tôi quy hàng triều đình, hoàng thượng phong cho Trịnh công tử là Hải Trịnh công, phong ta làm bá tước trong cung, và đã hứa là không tính tới chuyện cũ nữa. Cậu muốn trả thù riêng, vu oan cho người tốt, ta phải tới chỗ hoàng thượng nói cho rõ mới được. Mấy người mà cho là người tốt? Sau khi chúng tôi tới kinh thành, phụng công thủ pháp, Di đại nhân phái người đòi tiền, chúng tôi có thể bại hết gia sản để trả cho cậu. Nhưng mà nếu cậu muốn đặt ra một tội danh để giáo họa cho chúng tôi, hoàng thượng minh kiến dạng ý, e rằng sẽ không tới phiên cậu làm bậy đâu. Cái gì? Đòi nợ cũng là chuyện làm bậy à? Di đại nhân, tôi trước biết ngài đích thân đến lục soát khắp nhà. Người đâu? Gia tài chỉ còn lại 3-4 vạn lượng. Tôi trước đã tận lực lắm rồi. Di huynh đệ, chuyện hôm nay không nên làm lớn ra, về rồi tính. 120 vạn lượng trừ 3 vạn, tức là ngươi còn thiếu ta 117 vạn lượng. Thiếu nợ trả tiền đó là chuyện thường tình, cho dù đến trước mặt của hoàng thượng ta cũng không sợ cái ngươi đâu. Đây, đây là ca. Hả? Làm phiền huynh quá ha. Có gì phiền đâu, tất cả đều do danh tiếng của Di huynh đệ thôi. Lần trước đệ có nói, nếu nhận được số ngân lượng á,
toàn bộ sẽ tặng hết cho anh em của Đại Ca mà. Không được, lần trước huynh đã nói số ngân lượng là của Di huynh đệ mà, sao khi không lại nhận ngân lượng của đệ được chứ? Nếu như mà huynh cảm thấy ngại á, vậy thì đệ có một chuyện xin huynh giúp. Đây. Nếu anh em muốn anh em giúp đỡ, huynh có thể làm được, nhất định sẽ giúp. Nhưng mà có một chuyện, chính là tên phản tặc mà đã hành thích đệ, hoàng thượng đã dặn chúng tôi canh giữ chặt chẽ. Ngày mai cùng đệ giáng trảm, nếu đệ bắt huynh vì tình cảm riêng mà thả hắn ra đó hả, thì hoàng thượng sẽ chém đầu của huynh xuống đó. Đương nhiên không phải là vì chuyện này rồi. Mỗi khi nghĩ đến tên Phùng Thạch Phàm này thì đệ giận dữ lắm. Hồi nãy huynh cũng thấy rồi đó, thái độ của hắn rất là kiêu ngạo. Thì ra là vì tên Phùng Thạch Phàm. Cả đám anh em chúng tôi từ đầu đã ghét hắn lắm rồi. Một tên đã bị đánh bại trận, vậy mà được phong làm bá tước, còn làm ra vẻ ta đây nữa. Thì phải đó, bằng cách nào cũng phải nghĩ ra một cách dạy hắn một trận thì mới hả giận được. Phải à? Nhưng mà nếu mà chuyện này hoàng thượng mà biết được, hoàng thượng nhất định sẽ không có vui đâu. Nếu như chúng ta tìm đám anh em đi đổi bộ đồ của đội tiên phong để bắt hắn, rồi lấy miếng vải bịt mắt hắn lại, dẫn hắn vòng vòng khắp nơi, sau đó vòng về đây, sau đó lột hết áo của hắn ra đập cho một trận. Gần đây thái đồ thống của đội tiên phong đã lấy vợ thứ 8, ông lại không muốn cho vợ ông biết, nên đã sắp xếp bà vợ này ở ngũ đường tiền thủy tỉnh. Nếu chúng ta đặt tên Phùng Thạch Phàm lên trên giường của bà vợ thứ 8 này, vậy thì sẽ có chuyện xem. Có chuyện lớn. Diệu kế. Có chuyện gì? Chúng tôi là thị vệ của đội tiên phong, phụng lệnh của thái đồ thống đến đây để áp giải tội phạm Phùng Thạch Phàm về phủ gặp ngài. Ta đã phạm tội gì? Tại sao phải bắt ta? Ông gặp thái đô thống, đích thân hỏi ngài thì sẽ rõ. Bụng thức gia không có phạm tội, ta phải gặp hoàng thượng. Được thôi, ông ở hàng trước, nếu muốn gặp hoàng thượng thì hãy gửi giấy trình lên trước đi. Hoàng thượng đã hứa là đối xử tốt với chúng tôi, tôi không tin các người dám làm bậy đâu. Bẩm báo thái đô thống, tội phạm Phùng Thạch Phàm đã được dẫn đến. Ra đây. Ta phải gặp hoàng thượng. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Thời gian phối hợp rất là tốt. Thức gia, thì ra thái đồ thống phu nhân dẫn theo đám đàn bà tới Bắc Giang đó. Lần này thái đồ thống gặp nạn rồi. Phải rồi. Đại đại ca, lần này thái đồ thống nhất định sẽ bất mặt. Thường ngày ông hay đối chọi với huynh mà, tại sao huynh không thừa cơ qua đó coi ông mất mặt làm sao? Dẫn theo cả đám thị vệ nhìn ông bị vợ đánh, sau này trước mặt thị vệ của đội tiên phong ông còn mặt mũi gì nhìn ai? Vậy hả? Chuyện này để lo được rồi. Được, tất cả theo ta. Dạ. Nhìn lên, 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 lên. Hoàng chó, Di đại nhân, tội phạm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tập bát ca, lệnh vua khó chống, đại công cứu huynh được, huynh chết xuống chính suối cũng đỡ đánh đạn nghe thiệt. Vua đệ, chiếc khăn của đệ đẹp quá vậy. Vậy hả? Đệ có người bạn tốt theo bán ở Phù Sương á. Mấy chiếc khăn là do ảnh mang ra từ Phù Sương về cho đệ. Huynh thích hả? Lấy đi. Mọi người đừng có nhìn. Nè, tôi còn nhiều lắm á. Cầm lấy đi.
Cảm ơn đại dư. Còn những anh em khác cũng qua đây xem và nghiên cứu đi. Để coi. Đẹp quá ha. Đẹp thiệt nha. Chà, cái khăn này mới đẹp. Đẹp hơn đó đó. Ôi chà. Đẹp quá. Ôi chà, cái bên này mới đẹp đâu. Đại nhân nha. Cảm ơn đại nhân. Thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta làm chuyện đàng hoàng trước đi. Dạ. Thôi, đâu. Thời gian đã đến. Tapaka. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Hãy bình thường. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, chuyện mà hoàng thượng căn dặn nô tài đã làm xong rồi. Chậm biết rồi. Tiểu quý tử, lần này khanh làm tốt lắm. Chậm có một chuyện muốn khanh hãy điều tra. Tối qua Phùng Thạch Phàm đã vô cớ bị mất tích. Khanh có biết là đã xảy ra chuyện gì không? Bẩm hoàng thượng, tối qua thần ở suốt đêm bên cạnh đa tổng quản. Sau đó nghe người ta nói Thái Đô Thống dẫn theo cái đám thị vệ tiên phong để tìm Phùng Thạch Phàm, rồi sau đó không nghe được tin của ổng. Được. Về tung tích của Phùng Thạch Phàm, chậm sẽ giao cho khanh điều tra cho rõ. Bà là Phùng phu nhân à? Dạ phải. Phụng lệnh của hoàng thượng, ta đến để điều tra vụ mất tích của Phùng Tước gia. Còn quá trình mất tích, Lâm Tri Huyện đã nói hết cho ta nghe rồi. Ta muốn dẫn binh lính của ta coi chung quanh đây. Xin phiền đại nhân. Vì đại nhân, có phát hiện bên căn phòng phía tây. Đại nhân. Đại nhân, con dao dính máu này đã tìm được trong cái thùng dưới gầm giường. Căn phòng này là của ai vậy? Dạ đại nhân, của một cô vợ lẽ tên Lan Hương. Lan Hương, có phải cô mà mấy hôm trước đã bỏ trốn theo tên Mã Phu không? Dạ phải. Đại nhân, đây là con dao mà người giữ ngựa dùng để cắt cỏ. Đại nhân, hậu gì có phát hiện mới. Đại nhân, đào được một tử thi. Và còn đào được cái đầu nữa. Lão gia. Vì đại nhân, bây giờ cả câu chuyện đã được sáng tỏ rồi. Rõ ràng vợ lẽ Lan Hương của Phùng Thạch Phàm đã có gian tình với tên Mã Phu này. Nhưng mà bị Tước gia biết được, nên họ đã tương kế tụ kế giết chết Tước gia, rồi cùng bỏ trốn luôn. Vì đại nhân, ngài hãy yên tâm, bổn phủ nhất định mau chóng bắt chúng về quy án. Làm rất tốt. Ê, mấy người lại vậy? Thì ra là bốn ông hả? Gian tặc! Hôm nay ta phải trả thù cho tổng là chủ. Còn Phong Tuyết Trung và Mao Thuật Bác nữa. Mấy ông nghe tôi giải thích trước đây. Người không cần giải thích nhiều. Tổng đà chủ đối xử tốt với người vậy mà người lại giết ông. Anh em, chúng ta mỗi người một nhát để hạ cơn giận của chúng ta. Khoan đã. Người nào người nấy đều là đồ ngu à. Ngu hết chỗ nói luôn à. Có nghe tôi nói không? Ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống cho tôi. Chuyện là như vậy. Thật ra Phong Tế Trung đã bị hoàng thượng mua chuộc từ lâu rồi. Tại mấy ông ngu quá nên không biết thôi. Còn bây giờ Thập Bát Ca thì đã được tôi cứu thoát. Chỉ thảm nhất là sư phụ thôi. Cả đời trung nghĩa, vậy mà bị tên xúc sinh chẳng chắc sẵn giết chết. Nếu làm vậy, sao thánh chỉ của tên vua chó lại nói là do cậu giết? Ê, nè, chuyện này không liên quan tới cậu ấy. Là âm mưu của tên vua chó đó. Hắn muốn di hương chủ các nước quan hệ với thiên địa hội. Từ nay một lòng một dạ làm quan cho Mãn Thanh. Di hương chủ, xin tha tội cho thuộc hạ. Vì tiểu bảo này nhỏ mọn vậy sao? Đứng dậy đi. Chuyện gấp rút nhất hiện nay á là mau hộ tống Mao Thập Bát ra khỏi kinh giùm tôi. Di Hương chủ, hãy yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo cho. Ở đi. Này này, mấy ông làm gì nữa vậy? Tổng là chủ không bay bị kẻ gian giết chết. Bây giờ thiên địa hội quần long vô thủ. Anh em chúng tôi
đồng ý cử cậu làm tổng đà chủ. Ê, không có được, tôi làm không được đâu. Đứng lên trước đi. Di Hương chủ được sự coi trọng của hoàng thượng, nếu Di Hương chủ có thể dẫn chúng tôi vào cùng giết tất trình vua chó đó, chắc chắn là thành công. Muốn tôi dẫn mấy ông vô cùng giết hoàng thượng không được. Trong lòng của cậu vẫn hướng về tên vua Thác Đát nhiều hơn. Hoàng thượng bắt tôi về thiên địa hội tôi không chịu. Mấy ông có biết tại sao không? Bởi vì tôi nói nghĩa khí. Bây giờ mấy ông bắt tôi giết hoàng thượng tôi cũng không chịu, cũng là do nghĩa khí. Cậu là người hát, cậu nói nghĩa khí với tên vua Thác Đát đó. Tóm lại bắt tôi giết hoàng thượng thì nó không được. Di Hương chủ, chuyện này rất quan trọng, cậu trở về suy nghĩ cho kỹ lại đi. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Tiêu Quý Tử, Khanh thật là bản lĩnh. Vụ án của Phùng Thạch Phàm giao cho Khanh cũng chưa tới 5 ngày thì Khanh đã có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Đây chỉ là do Lâm Tri Huyện làm việc có kinh nghiệm và chu đáo thôi mà. Vậy cũng chưa chắc. Trâm nghĩ đa số là do công lao của Khanh mới phải. Nó tới mưu trí song toàn, có ai mà tốt hơn Khanh chứ? Hoàng thượng. À, phải Tiểu Quý Tử, tối qua trên đường về có phải đã gặp phải bọn sơn tặc của Thiên Địa Hội không? Hoàng thượng, Minh Ký nhận ý, nô tài một đời trung thành với hoàng thượng. Nếu Khanh dám phản bội Trâm thì Trâm đã giết Khanh từ lâu rồi. Tạ ơn để của hoàng thượng. Tiểu Quý Tử, Trâm biết bọn phản tặc đó bắt Khanh giết Trâm, Khanh nhất định không chịu. Khanh quả nhiên là có nghĩa khí với Trâm. Nhưng mà Tiểu Quý Tử, không lẽ Khanh định mắc cá hai tay như vậy sao? Tiếp tục như vậy hoài à? Hoàng thượng minh giám, chức tổng đà chủ của Thiên Địa Hội nô tài sẽ không làm đâu, xin hoàng thượng yên tâm. Ngày nay Khanh được làm quan lớn là nhờ ân điển của Trâm, còn Trâm có thể làm hoàng đế là nhờ ân điển của trời. Nếu như Khanh phản bội lại Trâm thì Trâm sẽ chém đầu của Khanh xuống ngay. Nếu Trâm làm hoàng thượng không được tốt, ông trời sẽ tìm một người khác thay thế Trẫm. Điều này gọi là thiên đạo. Hoàng thượng muốn chém muốn giết là vị hoàng đế tốt đến nỗi không ai sánh nổi. Nhưng mà nô tài xích đảm trung tâm, là nô tài cũng trung thành không gì sánh nổi. Muốn làm một hoàng đế tốt thật sự không phải là dễ. Cũng như trận bão gần đây ở Đài Loan, tình hình rất là nghiêm trọng. Nhưng mà trong nhất thời, quốc khố lại không lấy tiền ra được để giúp người bị nạn. Trẫm đã hạ lệnh mọi người trong cung đều phải bớt ăn bớt mặc, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ được có 50 vạn lượng. Một trận bão lớn thì làm lão bá tánh nhà tan cửa nát. Nô tài đáng chết. Có chuyện gì? Nô tài đáng chết, làm tên tham quan. Trước đây số mà tham được đến 100 vạn lượng, ở gần đây còn đòi được tiền của trận thất sản có 100 vạn lượng nữa, cộng lại hết cũng 200 vạn lượng. Khi có nhiều tiền vậy sao? Hoàng thượng à, nô tài hy vọng lấy 200 vạn lượng này quyên góp cho dân bị nạn, coi như là chúc lòng thành. Hy vọng quyên góp số ngân lượng này để hoàng thượng mang ơn mình, vì không dám làm khó lão tử nữa. Tấm lòng yêu nước yêu dân của Khanh thật là hiếm có. Vậy đi, Khanh hãy góp 150 vạn lượng, Trâm rút trong quốc khố 50 vạn lượng, chắc cũng đủ để cứu thế vạn mấy dân bị nạn ở Đài Loan. Lòng yêu dân của hoàng thượng đúng là phước của vạn dân, đỡ tốn 50 vạn lượng cũng chẳng ra gì. Trâm có chuyện gấp phải làm, Khanh lui ra đi. Nô tài cáo lui. Tiêu Bảo, sao vừa gặp hoàng thượng về lại ngồi đây ủ rũ vậy? Có phải hoàng thượng bắt huynh diệt Thiên Địa Hội không? Tiêu Bảo à, thật ra đây sẽ là chuyện gì chứ? Huynh không có làm gì hết á. Huynh không làm hương chủ của Thiên Địa Hội, không làm tổng đà chủ, không làm lục đỉnh công, ba chức nhất phẩm nhị phẩm cái gì đó huynh không làm luôn. Tại sao vậy? Huynh nghĩ trở về kinh thành á sẽ không xa lạ với hoàng thượng như bây giờ đâu. Trước kia khi huynh gặp được hoàng thượng vừa nói vừa cười rất là vui vẻ, còn bây giờ gặp người mỗi câu nói định nói ra miệng cũng phải suy nghĩ cho thiệt kỹ, sợ lỡ nói sai một vài lời thì đầu rơi xuống đất liền. Ổng không còn là tiểu viên tử của ngày xưa nữa, ổng là hoàng đế chân chính rồi. Lâu nay ổng cũng là một hoàng đế chân chính mà. Ý của Tiểu Bảo là ảnh không thể nào làm bạn với hoàng thượng được nữa. Không chỉ vậy đâu, hoàng thượng không còn tin tưởng huynh nữa. Người của Thiên Địa Hội á thì buộc huynh phải giết hoàng đế làm tổng đà chủ. Huynh bị họ ép ở chính giữa thực sự mệt lắm rồi, huynh quyết định không làm gì nữa đó. Về Dương Châu mở lầu xanh,
chúa của Đại Thanh mà, bắt muội theo huynh mở lầu xanh, muội không cho phép đâu. Em lấy Tiểu Bảo rồi thì không nên cho mình là công chúa nữa. Chị nói gì vậy? Gì hả? Chúng tôi đã nói với cô, đừng ý mình là công chúa mà tự nâng cao thân phận mình lên. Trước khi chúng ta đã giao trước, mỗi chúng ta đều đồng đẳng với nhau, không phân biệt lớn nhỏ mà. Hả? Tôi thấy cô cũng to gan quá, dám mang nói với tôi như vậy sao? Em đi. Huynh đủ rồi nha. Huynh đừng bày đặt làm ra dễ với muội nha, lần nào cũng làm muội không à. Nếu không phải hoàng đế ca ca nể mặt muội, chị tự bảo huynh đi, đã làm con ma không đầu rồi. Còn mấy người á, đã làm quá phụ cô nhi rồi đó. Cô nói hoàng thượng nể mặt cô không giết tôi hả? Bộ cô tưởng cô là lá ngọc cành vàng thiệt, cô chỉ là con quan thôi. Tự bảo à, chuyện này không nói bậy được đâu. Huynh dám sử dụng công chúa của triều đình, dĩ hạ phạm thượng. Im đi. Nếu không phải vì ta đã lập nhiều công, thì hoàng thượng giết cô từ lâu rồi, đi gặp bà mẹ quá cố của cô rồi. Cô là đứa con quan đích danh thật sự đó, đồ ngu. Huynh nói dối. Tôi nhịn cô đủ rồi. Thật ra cô là con quan do Mao Đông Châu và sáu đầu đà sanh ra. Nếu cô còn la hét ở đây nữa, chỉ hại chết chúng tôi thôi. Không được. Không thể nào là thật. Không thể nào là thật được. Không phải. Kiến Linh à. Kể cổ đi. Mọi người mau thu dọn đồ, tối nay chúng ta đi. Đi tì thăm kiến công chúa. Có phải hoàng thượng đã thỉnh an mẫu hậu không? Dạ phải, công chúa hãy vào trong đợi nô tì báo lại nha. Phải á, mấy năm gần đi mỗi khi ta đến đây cũng phải báo chứ. Và mẫu hậu thường nói là không khỏe và không gặp ta. Không lẽ công chúa? Không cần báo lại đâu. Công chúa, thế hậu đã dặn là hoàng thượng gọi ta đến đó. Ai cho phép ngươi nhiều chuyện? Dạ công chúa. Thật sự bổn cung không muốn gặp mặt Kiến Ninh đâu. Lần trước hoàng thượng kêu bổn cung gặp bảy vị phu nhân của Di Tiểu Bảo, Kiến Ninh cứ làm ra vẻ mình là một vị công chúa, ngồi gần bổn cung tỏ ý thân mật. Hết mỗi lần bổn cung gặp được Kiến Ninh á, thì cảm thấy bực bội lắm. Thần nhi rất hiểu tâm trạng của mẫu hậu, nhưng mà Kiến Ninh nay đã là phu nhân của Di Tiểu Bảo, còn Di Tiểu Bảo đã lập rất nhiều công lớn. Thần nhi xin người hãy nể mặt của Di Tiểu Bảo, gặp mặt nó một lần đi. Lần trước bổn cung không giết Kiến Ninh đã là rộng lượng với nó lắm rồi. Mười mấy năm nay mẹ ruột của Kiến Ninh đã nhốt bổn cung lại, chịu đủ sự hành hạ. Còn khi bổn cung làm sao có thể gặp đứa nghiệp chủng này được chứ? Bây giờ bỏ trốn đó. Trời đất ơi, cái bô mà cũng mang đi nữa. Phủ đầu về đồng sứ, không có bô này không có được đâu mà. Ừ. Hèn chi phủ đầu thì hay nhõng nhẽo, thiệt tình. Ủa, Song Nhi với Kiến Ninh đâu? Một canh giờ trước, muội đã phát hiện không thấy Kiến Ninh đâu rồi. Muội phái người đi tìm cổ, được biết cổ đã vào cung. Không phải chứ, trong lúc này còn vào cung làm cái gì? Nếu lớn chuyện thì chúng ta đừng có hòng chạy được. Không sao đâu, muội đã nói Song Nhi đi chặn cổ lại rồi, chắc là không. Ê, chỉ vậy được kìa. Ê, Song Nhi. Hả, sao rồi? Khi muội đến cửa cung, gặp người Thiên Kiều ở đó. Họ nói công chúa trở ra, bảo họ tiếp tục vào nơi đó, còn cổ thì đi về hướng Thiên Kiều. Trời ơi, bên ngoài cổ đâu có quen với ai. Chỉ sợ cổ vào cung quậy ra chuyện lớn thì gây. Ê, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi đi. Không được. Sao bỏ cô lại chứ? Phải đó. Phải đó. Được. Mọi người tìm xung quanh đi. Tìm được cũng được mà không tìm được cũng được. Tóm lại giờ có tư đợi còn tư mẫu. Nếu như cổ trở về đi thì sao? Song Nhi,
Hồi nãy em mới đi một chuyến, hay là bây giờ em ở lại đây đợi đi. Sư tỷ, tỷ coi gì? Trời ơi, là chiếc hài của Kiến Linh đó. Mấy người là ai vậy? Sư tỷ. Có một cô tên là Kiến Ninh, nhờ tôi đem cái hộp này đến lục đỉnh công phủ. Tôi sợ mấy người canh gác không cho tôi vào. Bà có chứng cứ gì? Đôi bông nè. Đúng là của Kiến Ninh rồi. Được rồi, cứ giao cho tôi. Trời cũng sáng rồi, sao vẫn chưa thấy họ vậy? Thời gian còn sớm, chúng ta đợi một lát nữa đi. Có mũi hả? Mũi ơi, cắn tôi nè, đừng có cắn vợ và con của tôi, thịt tôi nhiều hơn nè. Phật tổ thì lấp thịt cho em bé ăn, còn tiểu bảo nhà mũi thì lấy máu cho mũi ăn. Mũi đã từng xin thề, phải chăm sóc mũi suốt đời suốt kiếp mà. Đại trượng phu với con cửu đỉnh thì con ngựa nào cũng có đuổi mà, nè nè. Tiểu bảo, ông trời đối xử với mùi thật không tệ. A ca, trên trời chúng ta nguyện là đôi chim, ở dưới đất ôm nhau làm người. Đâu cầu tử mẫu, biệt mẫu tử. Lại đến đối thờ. Tôi cứ tưởng là ai, làm hết hồn hết vía. Tôi bảo cái bô kia. Đúng vậy, Di Hương chủ, các phu nhân và con cái của cậu đều ở trong tay chúng tôi hết. Ông quậy gì đây? Chúng tôi đã tìm được một lá thư bí mật của tổng đại chủ, nói là cậu biết được bảo tàng và long mạch sở tại của thác Đác ở ngoài quan. Nếu tổng đại chủ gặp sự bất trắc gì thì chúng tôi phải hỗ trợ Di Hương chủ đi tìm bảo tàng và làm đứt long mạch. Vậy ngày phản thác phục minh chỉ là chuyện nay mai thôi. Các người sợ tiểu bảo không chịu, cho nên bắt Kiến Ninh và em Bình cùng mấy phu nhân. Vậy mà mấy người tự xưng là những người trung nghĩa lại dùng những thủ đoạn bí ổi như vậy sao? Vì sự nghiệp lớn mất danh nghĩa, chúng tôi nguyện lấy. Ông, tụi mình đều là người nhà, đừng có gây gỗ với nhau. Cái gì đây cả? Hoàng thượng bắt tôi diệt thiên địa hội, tôi không chịu. Anh em thiên địa hội á thì bắt tôi hành thích hoàng thượng, tôi cũng không làm. Rốt cuộc hai bên đều trách tôi, nên tôi đành phải cáo lão hồi hương. Mấy người tha cho tôi một cái đi, được không? Được không? Di Hương chủ, dưới bản lĩnh thâm bất khả trắc của cậu và tấm lòng trung nghĩa song toàn, nếu để cậu làm hoàng đế, thiên hạ này nhất định sẽ thái bình. Tôi làm hoàng đế? Tôi tự nghĩ không có phước này đâu. Huống chi tôi phải giữ lại cái mạng để mà nuôi vợ nuôi con của mình. Làm hoàng đế khổ lắm. Đài Loan thì gặp trận mưa bão lớn kìa, phải lo lắng. Còn ở dân Nam thì có người làm phản, phải nghĩ nhức cái đầu luôn. Làm hoàng đế vừa thảm vừa cực khổ nữa, có chết tôi cũng không chịu làm đâu. Thôi được rồi, được rồi. Chuyện làm hoàng đế có thể để sau này bàn bạc. Chuyện bây giờ là xin Hương chủ hãy dẫn chúng tôi tới ngoại quan. Tôi hiểu. Ông dùng tâm vừa lương vừa khổ phải không? Đáng tiếc là trễ rồi. Hoàng đế Thất Đát đã phái rất nhiều mật thám ở bên cạnh tôi. Số gia dê dụng của 8 cuốn 42 chương kinh tôi đã giao hết trọng rồi. Tôi không có tin. Hương chủ, chúng tôi biết cậu mưu trí hơn người, sẽ có cớ để cự tuyệt. Nhưng mà chúng tôi đã quyết định rồi, nếu cậu cự tuyệt yêu cầu của chúng tôi, sau này cậu và mấy vị phu nhân
cùng con cái của cậu sẽ âm dương tách biệt. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, cứu mùi dưới. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, cứu mùi dưới. Tiểu Bảo, mấy ông có khác gì bắt cóc tống tiền đâu. Viên Hương chủ, tình thế ép buộc thôi. Từ Thiên Xuyên xin khấu đầu nhận tội với cậu. Nè, đừng, tôi khấu đầu nhận tội với ông á, làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi mà, làm ơn đi mà. Hương chủ à, cậu hãy yên tâm đi. Chúng tôi sẽ đối xử tốt với mấy vị phu nhân mà. Chỉ cần cậu dẫn chúng tôi ra ngoại quan tìm bảo tàng, thì cậu sẽ được đoàn tụ với họ. Bằng không, chúng ta sẽ ôm nhau mà chết thôi. Sông Nhi thì hầu hạ tôi ăn uống, Phương Nhi thì hầu hạ tôi ăn mặc. Ông cho họ bên cạnh tôi đi. Trời ơi, Di Hương chủ, lát nữa cậu nói là muốn gặp con trai, sau đó gặp con gái luôn. Chỉ vì chúng tôi sợ chúng tôi sẽ mềm lòng, cho nên đã giao họ cho những anh em thiết diện vô tư nhất trong hộ canh giữ rồi. Nè, mấy anh em này chưa là giữ sát thủ, giết người tuyệt đối là không có nương tay. Mỗi ngày họ đều đợi bộ câu đưa tin của chúng tôi để giữ sự an toàn cho mấy vị phu nhân. Nếu như có trục trặc. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Tôi đi tắm rồi, nghỉ ngơi. Ê, nè, khoan đã. Để tránh cậu lại dở trò, tốt hơn là cậu hãy ở lại trong phòng. Tôi đã dặn tiểu nhị lấy nước vô cho cậu rồi. Ngồi xuống. Kinh Quang à, nước đến đây. Vô đi. Nước đến này. Làm ơn đến nào. Được không? Làm ơn. Đến rồi. Xong xuôi hết rồi, Khách Quang có thể vào tắm được rồi. Khoan đã. Hai người có biết đấm bóp không vậy? Biết thì biết, nhưng mà làm mạnh tay lắm đó nghe. Cũng được. Nè, tôi đang nhức mỏi đau lưng, hai người hầu hạ tôi đi. Hương chủ à, chuyện này không có được đâu. Chuyện này chuyện nọ cũng không được. Sao kỳ vậy? Dẻo nắm cho tôi đi. Thôi, bỏ đi. Chúng ta ra ngoài đợi một lát đi. Thiệt tình. Nè, nếu hầu hạ ta chu đáo, tôi thưởng cho mỗi người 50 lượng. Cảm ơn Khách Quang, vô tắm đi, vô tắm. Xong xuôi hết rồi. Không một cái coi. Sông Nhi là mũi hả? Chỉ còn bà đây. Là chị Toàn đó. Chị Toàn đây hả? Ôi. Sao hai người? Qua bên này. À phải, đồng sự đó rồi. Mũi đã gửi nó ở nhà Hậu Long rồi. Chà, thoải mái quá. Nào, ở đây có cô nương nào biết hát 18 mõ không? Ở đây là chủ nhà quê mà, làm gì có ba cái thứ này được chứ. Sông Nhi à, bây giờ đám dương mắt đảng của Thiên Địa Hội á, bắt huynh dẫn họ đi tìm bảo tàng. Mùi cố gắng mua số vàng bạc châu báu, sau đó đến nhà hát sát thành ở ngoài quan, lợi dụng địa đạo đó thông qua hang động lên bờ hồ, cố gắng làm thành bảo tàng giả để gạt họ. Ý của huynh là thỏa mãn yêu cầu của họ để họ khỏi bám theo nữa. Nhưng mà thưa bảo à, bảo tàng của Đại Thanh lớn lắm, chỉ có mấy trăm vạn lượng, mua sợ là không đủ đấy. Họ ngu dữ lắm, xuất thân từ nhà nghèo làm gì biết nhiều chuyện vậy chứ. Cứ mua đại ba cái thứ sâu chuỗi giả, ngọc giả, lót ở dưới là được rồi, gạt chút thôi mà. À phải, thưa bảo à, mua có gói thuốc mê nè, mua thể cất để phòng thân, xem có xài đến không, mua gì cẩn thận nha. Mình sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Đợi lâu quá trời vẫn chưa có thuyền hả? Nè đại ca, chỗ này chừng nào mới có thuyền cập bến vậy? Các chị đi đâu vậy? Đi đâu? Chiếc thuyền này chỉ đi nội hà thôi. Mấy chị đi xa như vậy phải tới Thiên Tân ngồi thuyền lớn. Lão tử biết từ lâu rồi mà. Cảm ơn đại ca. Không có gì. Vậy phí hết ngày rồi. Làm gì nhìn tôi hả? Lâu nay tôi chỉ ngồi thuyền quan rồi, các ông cũng biết mà. Tôi lo lắng sự an toàn của vợ con, mấy ông cũng tin mà. Đại trưởng quân này đã nói ra rồi thì ngựa gì cũng có đuổi à. Cậu đừng có nói nhiều nữa. Mấy anh em khác đã hẹn hết rồi, thời hạn là 3 tháng. Hãy đến ngày rồi thì Ngọc Thạch cụ phần. Có thời gian 3 tháng rồi hả? Chắc Sông Nhi với chị Toàn đã bố trí xong hết rồi. Mình phải tỉnh táo một chút, đối với cái đám cứng đầu này đến cùng mới được. Mấy ông không cần nói nữa, lão tử đã biết mấy ông vào ma đạo hết rồi, làm gì nghĩ đến tình cảm nữa chứ.
Tóm lại sau khi tìm được bảo tàng á, mấy ông đi đạo dương quan của mấy ông, tôi đi cầu nại hà của tôi. Nói tầm bậy, không phải là cầu nại hà mà là cầu độc mộc đó ông chủ. Vậy tôi đâu cần ông tốt bụng, có chết cũng bị mấy ông chồng tức chết rồi. Thường ngày hai khanh xưng là anh em với Di Tiểu Bảo, nay cả nhà của họ mười mấy người chỉ trong một đêm được khỏi báo thức phủ, mà hai khanh không hề hay biết gì. Có phải hai khanh cố ý bao che cho hắn không? Xin hoàng thượng bớt giận, nô tài không dám. Hoàng thượng, gần đây nô tài vì chuyện bảo lớn ở Đài Loan bận việc sắp xếp, cho nên đã lâu không có gặp với thức gia rồi, nên đâu có biết gì đâu. Nô tài vì chuyện ký hòa ước với nước La Sát mà hoàng thượng giao phó đối với công văn đã khiến cho nô tài quên ăn quên ngủ rồi, thật sự không có thời gian để mà lo đến những chuyện khác. Không lẽ tiểu quý tử đã gặp kẻ thù lợi hại, đang gặp nguy hiểm sao? Không đâu hoàng thượng, vì thức gia thông minh và nhiều kế lắm mà. Dạ phải. Hoàng thượng, ngự tiền thiệp vệ tổng quản Đa Long cầu kiến. Truyền. Dạ. Nô tài Đa Long khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Có tin tức gì không? Sự tình rất là phức tạp. Trời ơi, chuyện lớn không hay rồi nha. Từ đầu tôi đã nói vạch rõ đường mất với Di Tiểu Bảo rồi. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Dạ. Di Tiểu Bảo đã cùng người của Thiên Địa Hội đến Thiên Tân, còn mấy vị phu nhân thì không biết đi đâu. Thật là to gan. Chắc Di Tiểu Bảo ngồi thuyền tới Liêu Đông trước rồi ra ngoài qua. Di Tiểu Bảo cuối cùng nó cũng bán đứng trọng. Nếu mà làm vậy sao? Sao bán? Muốn biết hả? Hãy hỏi. Lập tức tập hợp 5,000 binh mã tiên phong, rồi chuẩn bị hai khẩu thần võ đại bác. Chẳng phải đích thân đi bắt tên phản tặc này mới được. Dạ. Mau lên đi. Dạ. Cha, chỗ này dùng lửa đốt rồi, không thấy có dấu vết mới làm đâu ha. Đám người đó đều là người trong giang hồ, nghe nói địa đạo này cũng có từ lâu rồi. Nếu không ra chút sức thì làm sao mà gạt được họ. Nè, chúng ta đặt dấu hiệu trước đi. Mấy ngày nay cực cho mọi người quá. Tiền công chúng tôi sẽ trả gấp đôi. Sông Nhi. Cầm lấy. Mọi người đừng sợ. Hoàng đế của chúng tôi ngự tiền thiệt vệ La Sát Ngọc Diện, phụng mạng đến bắt đại đạo giết người quỷ kiếm sầu đó, cho nên mới dựng cơ quan ở đây để tránh có sự cố xảy ra ở đây. Chúng tôi đã điểm tử huyệt của mấy người, tin rằng nội trong 10 ngày quỷ kiếm sầu sẽ sa vào lưới. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đến giải tử huyệt cho mấy người. Bí mật ở đây cho dù là người thân nhất của các người cũng không thể nói rõ được. Các người lập tức rời khỏi đây, từ địa đạo này. Dạ, cảm ơn hai vị. Mau chạy đi. Chị Toan, chị nghĩ có gạt được họ không? Chị nghĩ có lẽ là được. Quan trọng là gạt được đám Dương Bát Đảng của Thiên Địa Hội. À phải, ba thùng này là giả hết, còn mấy thùng khác là thật mà. Số đó là tâm huyết của Tiểu Bảo bao năm nay. Nếu bảo tàng với Tiểu Bảo này có thể kết liễu sự phân tranh giữa Tiểu Bảo và Thiên Địa Hội, khiến cho cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ gì cũng đáng mà. Đi qua bên đó chính là Lục Đỉnh Sơn Phu Mã Dĩ Hoa Tập Sơn, kế bên là Hải Nhất Sắc Thành. Ở dưới có một địa đạo, chính là nơi bảo tàng sở tại. Quả nhiên là phạm vi hoạt động của các quân lính Thác Đác ngày xưa. Yên tâm đi, tôi không chỉ con đường tối cho các ông đi đâu. Có thể thả vợ con tôi ra chưa? Họ vẫn theo sát chúng ta mà. Chỉ cần gặp được bảo tàng thì hương chủ sẽ gặp được họ ngay thôi. Chị Toàn và Song Nhi đã chuẩn bị xong rồi. Gõ kẻn nhiều đêm dài lắm mộng. Lên đường đi. Quả nhiên rất bí ẩn.
cũng nhờ có Hương chủ dẫn chúng ta đến đây. Ừ, hy vọng sớm hoàn thành công việc. Nói gì thì nói chứ không biết ở bên trong có thu giữ rắn độc tên độc gì không. Được, để tôi dẫn đầu. Nè, đó, ở đó có cánh cửa đá đó. Đúng là cửa đá rồi. Nè, chúng ta cùng mở ra đi. Đó. Tôi không tìm được bảo tàng rồi. Bảo tàng rồi. Ông nội mày, số vàng bạc châu báu mấy năm nay lão tử mới gom được bị đám dương mất đảng mèo lấy hết một lần. Thật là vô lương tâm quá. Long bạch của đại thanh. Mọi người hãy coi long bạch của đại thanh ở đây nè. Cuối cùng chúng ta đã thành công rồi. Có thể phản thanh phục binh được rồi. Phản thanh phục binh. Phản thanh phục binh. Phản thanh phục binh. Hoàng thượng cát tường, hoàng thượng cát tường. Cái bẩm hoàng thượng, hồi nãy chúng thần tìm khắp xung quanh đây, nô tài nghe được trong động vọng ra, nghe được cái gì bảo tàng đó, chuyện lớn đã thành vậy đó. Thân nhược vọng. Dạ. Mau đem hai khẩu đại bá thần võ nhắm chuẩn hang núi. Ta coi đám phản tặc này làm sao hoàn thành chuyện lớn được. Dạ. Diêu chủ, cậu đã dẫn chúng tôi tới tìm bảo tàng của đại thanh rồi, tại sao không làm tổng là chủ của chúng tôi luôn chứ? Đúng rồi. Phải rồi, là hoàng đế luôn đi hả? Rồi dẫn mấy ông lên trời luôn á. Mấy ông giỏi quá mà, đông người dễ làm việc, có tiền thì cái gì làm không được. Tôi chỉ muốn gặp lại vợ con tôi thôi. Ha, điều này cậu đừng có lo. Tiểu Bảo. Mọi người không sao chứ? Không sao. Hoàng đế đại với tụi mình cũng tốt lắm. Ồ, vậy Song Nhi với chị Toàn đâu rồi? Họ đã chạy thoát được. Nếu mình đau bình thường, mọi nghĩ họ cũng không dễ gì bắt chúng ta được đâu. Ủa, đôi mã phỉ thúy này. Hừ. Nè, tất cả mọi thứ ở đây đều là của cải của đại thanh. Mấy người không được làm bậy nha. Tiểu quý tử. Tiểu viên tử. Người dám dựng đám phản tặc của thiên địa hội tới đào bảo tàng của đại thanh ta, thật là đáng tội chết. Tiểu viên tử, cả ông cũng tưởng tôi không có nghĩa khí như vậy, thật đứt chết mà. Thì ra ở đây có một hang động đó. Hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca. Nên đội tiên phòng đã bao giờ chung quanh đây. Còn có hai khẩu đại bác thần võ hướng về các ngươi. Di Tiểu Bảo, lâu nay ngươi cũng là người hiểu biết chuyện. Nếu các ngươi chịu đầu hàng, trẫm sẽ xử nhẹ tội cho, tha cho các ngươi tội chết. Hoàng đế Thác Đát, công chúa Kiến Ninh đang ở trong tay chúng tôi. Nếu ông phát quả, bất quá cùng một nhà mà chết thôi. Cần lấy tôi để trả giá nữa, tôi không làm công chúa đã lâu rồi. Cút đi. Nè, buông đao buông kiếm đi mà. Như vậy thoải mái hơn mà, phải không? Hương chủ có kế gì không? Theo tôi nghĩ, lưu đất thanh sơn tại, bất phả môn xài thiêu. Hay là chúng ta giả bộ đầu hàng, tính mạng quan trọng hơn mà, phải không? Không được, không được. Chết phải dễ dàng, phải vì nước. Đúng đó, chúng ta phải cùng sống chết với bảo tàng của bản thân. Được. Chúng ta hãy chặt đứt lông mạch của bản thân trước đi. Nè, nói chung đi mà. Có chuyện gì từ từ nói mà. Nè. Từ đó mấy ông làm gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy? Nè. Diêu Tiểu Bảo, ngươi có chịu ra hay không? Hãy nói với tình chùa Thác Đát đó, chúng ta thà chết, không có đầu hàng đâu. Ông nội mày, ta thà chết cũng không đầu hàng. Chậm chết cho người ta cái giờ để suy nghĩ. Thì đến thời gian, thân nhược vọng, cái này phát quả nổ hàng núi đi. Thần thôi chị. Đã qua 2 canh giờ rồi, tại sao Tiểu Bảo còn không chịu đầu hàng? Các anh nghĩ sao về chuyện này? Hoàng thượng,
hay là thử lấy lửa đốt ở hang động khiến cho họ không chịu nổi khói cay mắt rồi tự động đi ra. Cách này Trầm đã từng nghĩ rồi, chỉ sợ trong hang có nơi thông gió khác, nhưng mà cũng có thể làm thử. Quan Thúc, Thúc hãy đi khuyên Tiểu Bảo lần nữa, phân tán sự chú ý của họ. Thanh Long, Thanh hãy tự cơ hành sự đi. Dạ. Không tin trực trung trực, đề phòng nhân bất nhân. Không lẽ Di Tiểu Bảo lại phụ trọng như vậy thật sao? Hoàng thượng, dù sao nô tài thì cũng cho rằng Di Tiểu Bảo không phải là hạng người đại nghịch bất đạo đâu. Huống chi đại bác mà bắn không phải chuyện nhỏ, sẽ tổn hại đến long mạch. Nhưng mà quân bất hí ngôn, không lẽ bắt chậm sửa lại à? Nghĩ đi hoàng thượng, cứ để nô tài hy sinh một chút, coi như là nô tài nể tình anh em của mình. Khi phát quả nổ hang động, nô tài sẽ đập than nhược giọng xỉu dập tắt đại bác. Bất quá sao sự việc các hoàng thượng xử nhẹ tội dùm cho thần là được rồi. Cho dù ta nghịch đồ chịu làm khổ nhục kế này, thì Di Tiểu Bảo làm sao mà hiểu sự thông cảm của trẫm, sửa lại lệnh ban. Thật là khó xử. Cái gì, cái gì? Sông Nhi, thay đồ thì về cho hoàng thượng đi. Di Tiểu Bảo, đắc tội nha. Di Tiểu Bảo, hoàng thượng đối với cậu ơn trọng như núi, sao cậu lại chống lại lệnh vua? Chỉ cần cậu chịu đi ra, tôi nhất định xin hoàng thượng xử nhẹ cho cậu. Song Song ngoan nha, đừng khóc nữa, có phải đói bụng lắm không? Mẹ tìm gì cho con ăn nha, chịu không? Trong tinh hải chị có lương khô đó, để chị lấy cho. Được đó, được đó. Chị Di à, em khát nước quá. Vậy chúng ta qua đó uống nước đi. Song Song à, nè, ngoan đừng khóc nữa, sắp có đồ ăn rồi nè. Bánh đây. Bánh, bánh hả? Hang động có khói. Muốn buộc chúng ta ra khỏi động hả? Không dễ đâu. Nè, một khi mấy cục đá lấp mấy lỗ hổng ở hang động lại đi. Dạ. Mau lên, mau lên. Hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca, quân coi chừng mẹ con của muội đó. Ê, đi chỗ khác đi. Để tôi nói vài câu đi mà. Không ngờ thác đất là ác độc đến gì vậy? Cái gì đây ca? Tuy rằng chúng ta không sanh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Tiểu Bảo, con nói này không phải nói với các muội mới phải sao? Có sao đâu. Cậu huynh đệ, chúng ta sẽ cùng đến Hoàng Tuyền. Nè, chúng ta cùng ăn chút bánh, uống miếng nước. Cho dù có chết, cũng phải làm con ma no chứ. Được, thưa chủ, chúng ta sẽ cùng tới Hoàng Tuyền, đoàn tụ với tổng nhà chủ. Tiểu Bảo à, bộ nhất thiết phải chết sao? Nếu như vậy, mới ta ăn no uống say mới chết. Ôi trời. Hey, nè, nè, nè. Sao uống một chút cũng sai vậy? Mùi chịu không nổi rồi. Hương chủ, hương chủ, chúng tôi là trung kế của cậu rồi. Còn đúng là thấp bất khả trắc. Xong xuôi hết rồi. Nè, chúng ta đi. Dạ, Tiểu Bảo à, Tiểu Bảo. Xong chi, mũi mũi đã lúc lắm, xong xuôi rồi, không nghe coi. Hoàng thượng, hang động đã bị che kín, nhưng gia đừng phí sức nữa, họ nghe không được đâu. Vậy tôi cũng không biết làm sao. Dương gia, đại nhân, thời gian đã đến rồi, tôi phải chuẩn bị phát quả. Hả? Đợi, đợi thêm lát nữa được không? Hoàng thượng không có ban chỉ mới, tôi phải chấp hành mệnh lệnh. Mùi và Sông Nhi cũng lo lắng huynh sẽ gặp chuyện, cho nên mới mời hoàng thượng đại giá quan lâm, sau đó mới nghĩ cách. Hoàng thượng à, tiểu quý tử bị đám cổ hủ này làm đến thân bất vô kỷ, thần còn khổ hơn người đó. Mấy chuyện này đừng nên nói nữa. Chỉ còn một khắc nữa thôi, thân nhược vọng sẽ phát quả. Chúng ta hãy nghĩ cách rời khỏi đây trước đi. Chúng ta mau chạy thôi. Quả thứ ta chuẩn bị. Đừng bán, đừng bán, đừng bán. Dương gia, ta tổng quản, xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng đâu rồi? Hai phu nhân của Tiểu Bảo đã bắt hoàng thượng và Tam đại nhân rồi, còn nói là dẫn hoàng thượng vào hang động nữa đó. Hả? Hoàng thượng ở trong động à? Ê,
Ủa bây giờ ông sao chứ? Không sao. Hoàng thượng ơi, ông sao chứ? Ta không sao. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Hủ đầu và song song có sao không? Hay là không sao? Ừ. Nè, chết rồi, họ bị đá đè trúng rồi kìa. Giúp một tay coi. Dạ. Ôi trời ơi, hang động bị như kính rồi. Bên này cũng bị đắp kính rồi nè. Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây hay sao chứ? Hoàng thượng, sao hồi nãy ngài nói còn một khắc mới phát quả mà? Cái đồng hồ tay của trẫm thật là còn một khắc nữa mới phát quả. Không lẽ cái đồng hồ của thang dược vọng đã chuyện nhanh sao? Cái gì? Liên quan đến sự sống chết của chúng tôi mà ngài không có sờ đồng hồ với thang dược vọng hả? Nè, hai người đừng nghe nữa mà. Coi với một tay kia mấy cục đá đi. Các dễ, con đá đây đi, nhanh lên, cục đá kia, cục đá xuống đi. Di huynh đệ à, thật ra hoàng thượng cũng không có muốn hạ lệnh phát quả đâu. Thang không cần giải thích với hắn. Nếu người không cấu kết với đám phản tặc bị phản bội trẫm, đào bảo tàng đại thanh của ta, quỷ lông mạch của trẫm, thì chúng ta sẽ không gặp tai họa như ngày hôm nay đâu. Đây là bảo tàng của đại thanh hả? Đôi mã phỉ thúy này nè, là ngón ấn hồn tặng cho lão tử đó, cầm lấy đi. Túi bảo thạch này chắc ngài nhận ra chứ, là do đám văn võ đại thần cùng nhau tặng cho tôi đó. Nhắc tới cái chiến vàng này thì càng giận hơn. Chính ngài đã dặn thi tướng quân làm cho tôi đó, rồi ngài phát quả bắn tước phủ của tôi làm cho tan nát hết. Sau đó tôi đi lấy sửa lại và trở về tay của lão tử. Vì bảo tàng này, đây là bảo tàng gì tôi bảo. Tôi không muốn bán đứng tiểu chi tử ngài đi, vì phải tiếp đãi người của tiên đại hội nên phải bán hết gia tài của mình. Và lại có kết cục như vậy nè. Đội nghiệp quá, thật là đáng tiếc rồi, sao lại như vậy? Như từ đầu trầm đã nói với Khanh đâu mà. Nói Khanh đừng mất cá hai tay nữa, không được qua lại với người của thiên đại hội nữa mà. Bây giờ Khanh là chết trầm à? Nhắc đến thiên đại hội tôi càng thấy trận nè. Năm xưa ngày kêu tôi làm ngao bái câm miệng, rốt cuộc gặp được người của thiên đại hội ở Khang Tư Nhân Phủ. Nếu tôi không khôn lanh thì đã chết từ đó đây rồi. Những gì tôi đã làm cũng như con rùa như mất đảng ông đó. Khanh giúp chữa trầm à? Cái gì? Ông hại chết cả nhà tôi. Không những chửi mà tôi còn đánh ông nữa. Hai người đánh một người phải không? Trời ơi, Di huynh đệ, tôi đi. Tiểu Bảo ơi, tôi còn cách giúp đâu. Tiểu Bảo ơi, đi đi. Tiểu Bảo, đi cách mà. Đi đừng để hoàng thượng bị thương nữa. Chú huynh đệ, để thủy mạnh chứ. Hoàng thượng là đến giờ đỡ nguy hiểm lắm đó. Không được, họ bắt chân như tôi không thể bắt nghĩa. Nhưng huynh đệ, chúng ta mong thiệt còn bái phục đệ. Cuối cùng cũng thoát chết rồi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Trời ơi, trời quá, không có gì để nói là không sao rồi, gì đâu khóc. Mà biết huynh sẽ không sao đâu mà. Tiểu Bảo. Trời ơi, thôi đừng khóc con. Phải đó.
không sao, không sao đâu, đừng sợ, không sao đâu mà. Tào đại ca, sông hoa, đừng khóc nữa mà. Vạn nhân nguyệt đại đoàn viên, có phải huynh cảm động lắm không? Vì giữ cả nhà đệ có bữa cơm no áo ấm. Để xin tăng đại ca hãy nói cho hoàng thượng biết, chúng tôi đã bị chôn ở trong hang động rồi. Đệ không muốn làm quan lớn, rồi sau này cũng không gặp người của thiên hội nữa. Hy vọng tăng đại ca hãy toại nguyện. Vậy là huynh phải khi quân rồi. Ngài muốn làm đại thần cứu giá hả? Hay là làm người chết không lên tiếng đi? Ê, tăng đại ca là anh em kết nghĩa với huynh, sao mọi người có thể hăm dọa huynh ấy được chứ? Không sao đâu, tăng đại ca nhất định sẽ cho đệ toại nguyện. Nhưng mà khi tăng đại ca nghĩ đến Tiểu Bảo đa tình trượng nghĩa như vậy, huynh sợ rằng không còn cơ hội gặp lại. Có một câu nói, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cùng gia tôn. Không phải đâu Tiểu Bảo à, là thiên lý cùng thuyền quyên mới phải chứ. À, huynh biết mà, ý của huynh chẳng qua là chúc tăng đại ca có con có cháu đầy đàn thôi. Vậy huynh chúc với huynh đệ hỷ lạc an khang. Chúng ta là anh em à, cùng hưởng phú quý. Kệ. Tiểu Bảo, bảo trọng nghe. Bảo trọng nghe. Tiểu Bảo, đám người của thiên địa hội phải giải quyết sao đi? Mấy dũng sĩ trong nghĩa này á, sau khi trải qua chuyện này có lẽ sẽ hiểu huynh, sau này cũng không làm phiền huynh nữa đâu. Ai à, chuyện gì vậy Tư Bảo? Không lẽ huynh đã bị thương rồi? Sao cũng cãi vào tính mạng của huynh. Nè Tư Bảo à, huynh đừng đau nữa mà, đau không có được đâu. Trời tạm quá, huynh mất hết trơn rồi. Tư Bảo, huynh nhìn nè. Hả? Cặp mã vị thi, huynh đã nói là tặng cho người ta nên muội phải lấy lại đó. Tiểu Bảo, tôi ngọc thạch về cái dính vàng này là huynh thích nhất đó. Hồi nãy phủ đầu và sung sung nhõng nhẽo, muội cố ý lấy cho tụi nó chơi đây nè. Hả? Nè. Trà, các con đúng là con ngoan của cha. Ngoan lắm đó. Hôm nay lão tử đại sát tam phương, tiền bạc lấy rổ mà đứng. Trời ơi, phát tài, phát tài rồi. Đa tổng quản à, ở cửa động có cục đá lớn, khiên hoài mà khiên không nổi, nghĩ cách mà dời ra đi đồ ngu. À, có cách rồi, chặt mấy khúc gỗ lớn. Ê, dạ. Tướng gia. Tướng gia. Sao lại như vậy? Không sao. Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng không có sao đâu. Thì ra Di huynh đệ đã bị đám người của thiên địa họ uy hiếp đi tìm bảo tàng cái gì đó, cho nên Di đại nhân đã dựng lên một bảo tàng giả. Còn hai vị phu nhân thì dẫn chúng tôi vào hang động để mà giải thích với hoàng thượng. Hoàng thượng, Bồ Tát phù hộ. Hoàng thượng có thần phù hộ chứ bộ. Mạch bình thường, không có sao đâu. Chiếc áo này, Tiêu Quý Tử đâu rồi? Dạ bẩm hoàng thượng, lúc đó hoàng thượng đã bị ngất xỉu, Di đại nhân sợ hoàng thượng bị thương nữa, cho nên đã cởi chiếc áo trên người đưa cho hoàng thượng mặc. Trong lúc này thì cửa hang động được mở ra, cho nên nô tài cùng Di đại nhân dìu hoàng thượng ra ngoài. Dù sao Tiêu Quý Tử đối với trẫm cũng có chút tình nghĩa. Khanh hãy gọi hắn tới gặp trẫm, trẫm sẽ không tính chuyện cũ nữa. Hoàng thượng, Di đại nhân vì phải cứu phu nhân và con cái của mình đã trở vào trong hang động nữa. Ai ngờ trong lúc hang động đã sụp đổ, Di đại nhân đã... Tiểu Bảo thế nào? Di đại nhân đã... Quẩy sao? Không thể nào. Tiểu Quý Tử phất lớn mạnh lớn. Các ngươi lập tức phá cửa động ra, trẫm nhất định phải cứu Tiểu Quý Tử ra khỏi động mới được. Dạ. Địa đạo đã bị đại bác bắn sụp đổ rồi. Hả? Ủa, mọi người đâu rồi? Phải rồi. Di Hương chủ. Chủ hả? Di Hương chủ. Chắc là do Di Hương chủ cứu chúng ta. Chúng ta đối xử với Di Hương chủ như vậy, cậu ấy không những không trách, còn lấy ơn trả oán nữa. Sau khi trải qua sự việc này, chúng ta thật sự không nên cưỡng ép người ta nữa. Đúng vậy. Với trí tuệ thâm bất khả trắc của Di Hương chủ, chúng ta làm gì mà là đối thủ của cậu ấy chứ? Long mạch và bảo tàng của Đại Thanh lần này toàn bộ bị phá hủy, đối với đại nghiệp phản thanh của chúng ta có thể nói là đã lập công. Đúng vậy. Hay là chúng ta đi uống vài ly? Được. Ê, lần này chúng ta gặp đại không chết, nhất định là không sai không dạ.
Hoàng thượng, đã ba ngày rồi gặp toàn là những gạch đá không, hay là chúng ta hồi kinh trước đi? Phải đâu hoàng thượng, long thể quan trọng, huống chi là trong động có lẽ sẽ nguy hiểm. Đừng nói nhiều nữa, chậm đã quyết định rồi. Hoàng thượng, cửa động đã được mở rồi. Các ngươi hãy khi số vàng bạc châu báu để qua một bên, có rõ chưa? Dạ. Còn cái này nữa nè, lại ta chút đi. Dạ, dạ, dạ. Hoàng thượng Cát Tường. Hoàng thượng Cát Tường. Hoàng thượng Cát Tường. Bình thân. Tạo hoàng thượng. Có phát hiện gì không? Dạ bẩm hoàng thượng, chúng thần phát hiện có tổng cộng 8 cái xác chết. Toàn bộ đều là nam giới, nhưng mà không có thấy Di đại nhân ở trong đó. À, hoàng thượng, Di đại nhân túc trên cao chiếu, có lẽ ở đây có lối ra khác cũng không chừng. Thật sao? Dạ, dạ phải. Chậm nhớ là ở đây có cái chén vàng công trung thể quốc mà. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng, sau khi tìm kiếm, chúng thần không hề gặp cái chén vàng công trung thể quốc. Tiểu quý tử, ông nội mày, chẳng biết anh không dễ gì chết được đâu. Muốn gạt lão tử này hả? Không có dễ đâu. Chú gia, các vị đại nhân, nơi sông bạc quán trại và lò xanh ở đây á, chúng tôi đã tìm hết rồi, cũng không thấy bóng dáng của Di đại nhân ở đâu á. Các vị đại nhân, cái tên này á, chưa có khai trương, chúng tôi đã tìm rồi cũng không có. Hey, ông chủ gì vậy? Cẩn thận đó nha. Bộ người múa lân là gì đã dâu sư. Không mấy giống mà. Người đang múa đuôi á, người đó giống hơn à. Phải á, người đó giống hơn. Đây, Quỳnh đã nói là tiểu viên tử nó sẽ tìm Quỳnh mà. Mà nhớ hoàng đế ca ca lắm. Nhưng chúng ta không thể gặp ngài được đâu. Bây giờ chúng ta ở bên nhau vui vẻ lắm rồi. Đúng đó, lúc nào cũng có thể du sơn ngoạn thủy. Tiếp theo có phải chúng ta đi Tô Châu không? Chúng ta mở một căn lễ thu viện thật hả? Tiểu bảo nói là phải làm ông chủ của 18 tỉnh lận đó. Trời ơi, thôi thôi. Mọi người đừng có nhiều lời nữa. Quỳnh đã nói tiểu viên tử sẽ đến tìm Quỳnh phải không? Bây giờ có sức chơi có sức chịu chứ vậy. Dạ phải con. Nếu phải còn không làm việc. Lần này đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng khóc. Lão tử đến đây. Ta hỏi người có chết chưa, lần này người có vui không đó, thiệt tình.